thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 88 Ngô Bình cười khẩy rồi chộp tay lên cao, một bàn tay khổng lồ do khí huyền hoàng ngưng tụ thành đã tấn công con lang vương. Ngân bối lang vương hét lên tức giận, nhưng không thể nào vùng ra được, bàn tay khổng lồ đã bóp chặt lấy nó, không lấy sau, nó đã phải hét lên đau đớn. Quỳnh Ngô Bình đánh nó ngã xuống đất rồi lạnh giọng nói, lang vương còn con mà dám ngông nghênh với ta hả? con sói suýt bị đánh chết nên cúi đầu xuống rồi nằm phục dưới đất, điều đó chứng tỏ nó đã hàng phục Ngô Bình. Đám thiếu niên vừa vui vừa ngạc nhiên, một người nói, "Bệ hạ, nó đang thể hiện sự hàng phục với người đấy ạ." À. Ngô Bình liếc con sói một cái rồi nói với vẻ chê bôi, "Yếu như sen, còn thua con chó nhà tôi nuôi." Dứt lời, anh mặc kệ con sói rồi bảo con gấu đen tiếp tục lên đường. Đám thiếu niên á khẩu, thầm thấy bệ hạ quá mạnh đến lang vương cũng không thèm đoái hoài luôn. Họ đâu biết thú bảo vệ của Ngô Bình là cùng kỳ, đương nhiên những con mãnh thú bình thường khác không thể lọt vào mắt xanh của Ngô Bình rồi. Cuối cùng, bốn cậu thiếu niên đã dẫn Ngô Bình tới bộ lạc của mình. Quy mô của bộ lạc này không lớn, chỉ khoảng hơn 3.000 người, trừ người già và trẻ nhỏ ra thì chỉ còn gần 2.000 người tham gia vào lao động và tác chiến. Ngô Bình vừa đến, tất cả mọi người trong bộ lạc đều ra cửa nghênh đón. Thủ lĩnh của bộ lạc là một người đàn ông trung niên cao lớn, nhưng so với Ngô Bình thì ông ấy vẫn rất nhỏ bé. Bộ lạc hắc hùng tham kiến Nhân hoàng, thủ lĩnh thất giọng run rẩy, khó có thể che giấu sự kích động của mình. Cũng khó trách, bởi Nhân hoàng thường là thủ lĩnh của liên minh các bộ lạc lớn, số thành viên của các bộ lạc này thường là cả triệu người, một bộ lạc như họ được đón một Nhân hoàng đến chơi đúng là niềm vinh hạnh lớn lao ngô bình nhảy xuống khỏi lưng con gấu đen rồi nói mọi người đứng dậy hết đi mọi người đứng lên ai nấy đều nhìn ngô bình với ánh mắt trái rực ngô bình hỏi thủ lĩnh bộ lạc ông tên gì thủ lĩnh thưa bệ hạ tiểu nhân là hùng thái ngô bình gật đầu audio điện tử võ tấn bền hùng thái mời ngô bình đến một ngôi nhà mái vòm được xây bằng gỗ sau đó sai người mang thịt khô và hoa quả ngon nhất trong tộc ra mời anh ngoài ra còn có cả rượu hoa quả nữa ngô bình nếm thử rượu của họ thì thấy mùi vị rất bình thường anh uống hai chén rồi hỏi hùng thái gần đây còn có nhân hoàng nào khác không hùng thái lắc đầu khu mà nhân hoàng sống cách chỗ này xa lắm ạ dù chúng tiểu nhân có đi hết cả đời cũng không đến nơi được ngô bình là nhân hoàng nên có trách nhiệm chấn hương nhân tộc đương nhiên anh sẽ vui lòng giúp đỡ họ anh nói, được, tôi sẽ chuyển cho mọi người ít công pháp tu luyện. Hùng Thái mừng rỡ rồi liên tục nói cảm ơn anh. Sau đó, ông ấy thoáng ngập ngừng rồi nói tiếp, nhân hoàng, gần đây có một con giã thú rất mạnh, bộ lạc chúng tiểu nhân đã bị nó vây suốt hơn trăm năm, tháng nào cũng phải nộp hai mươi người sống cho nó ăn thịt. Ngô Bình lạnh mặt hỏi, cái gì? Nộp người sống nuôi giã thu ư? Hùng Thái cúi đầu xuống, bệ hạ, tiểu nhân biết làm vậy rất tàn nhẫn, nhưng con dã thú ấy mạnh quá nếu chúng tiểu nhân không nộp người sống cho nó thì nó sẽ chén sạch cả bộ lạc ngô bình sao nó là dã thú gì hùng thái là một con cự xà dài năm tiến nó mà há miệng ra thì có thể nuốt được cả một con gấu ngô bình hừ mạnh nói dẫn tôi đi gặp nó hùng thái cảm ơn nhân hoàng đã đòi lại công bằng cho chúng tiểu nhân nhưng giờ chắc nó đang đi kiếm ăn bên ngoài nếu muốn bắt nó thì phải chờ đến tối ạ Ngô Bình gật đầu, vậy thì để tối. Đôi bên trò chuyện thêm một lúc, Ngô Bình đã biết chuyện này rất bình thường ở đại lục hồng hoang, các sinh vật mạnh thích bao vây các bộ lạc, như thế thì tháng nào chúng cũng được thưởng thức thịt người tươi ngon. Như bộ lạc hắc hùng này vẫn còn là may, mỗi tháng họ chỉ cần nộp 20 người sống, nhiều bộ lạc đáng thương hơn còn bị ăn một phần 10 bộ lạc. Vì đảm bảo việc sinh tồn, các bộ lạc đó chỉ đành ra sức sinh con, trẻ con ra đời hầu hết đều được mang nộp cho dã thù ăn nghe đến đây ngô bình nổi giận ngất trời các người đều mang huyết mạch của chân nhân thái cổ vậy mà lại suy đổi đến mức này đúng là một lũ ăn hại bị mắng hùng thái sợ hãi rồi quỳ xuống nói tiểu nhân bất tài xin nhân hoàng bất giận ngô bình hỏi các bộ lạc như vậy ở gần đây có nhiều không hùng thái theo tiểu nhân biết thì có nhiều lắm ạ đám giã thú ấy thường được gọi là thú chủ ngô bình được tôi sẽ tiêu diệt hết bọn chúng hùng thái nhân hoàng đại lục hồng hoang có rất nhiều thú chủ mạnh nghe nói có thú chỉ còn khống chế được cả liên minh bộ lạc mỗi năm đều ăn thịt cả triệu người ngô bình phẫn nộ đến liên minh bộc lạc cũng bị khống chế ư hùng thái bệ hạ thật ra cũng không thể trách họ được nhiều thú chủ có lai lịch rất lớn huyết mạch lại mạnh quần tộc phát triển đến liên minh bộ lạc cũng không dám đắc tội vì dù giết được chúng thì tổ tiên của chúng cũng sẽ tới rồi trả thù tàn khốc hơn ngô bình cười lạnh vì sợ bị trả thù nên đã dâng đồng loại của mình lên cho chúng ăn thịt ư hùng thái không dám trả lời nữa mà chỉ cúi đầu xuống ngô bình ra hiệu cho ông ấy đến gần sau đó giơ tay vỗ vào vai ông ấy người hùng thái vang lên tiếng răng rắc các kinh lạc đã được đả thông trong đầu ông ấy cũng xuất hiện một bộ công pháp kỳ diệu và một môn võ kỹ rất mạnh hùng thái mừng rỡ rồi liên tục dập đầu cảm ơn ngô bình ngô bình ông lui xuống đi nhớ chăm chỉ tu luyện, ngoài ra hãy chuẩn bị để tối nay giúp tôi đi tiêu diệt con dã thú kia. Vâng, dứt lời, Hùng Thái lui xuống ngay. Vốn Ngô Bình định nhanh chóng đến núi hỗn mang, nhưng giờ gặp phải chuyện này, anh đã là nhân hoàng thì không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Tối nay, anh sẽ đi giết con cự sạc kia. Ngoài ra, anh sẽ trừ khử thêm các con thú chủ khác, nếu thế lực sau lưng chúng dám đến trả thì thì anh cũng diệt luôn một thể. Thời gian còn lại, Ngô Bình đã đi dò xét xung quanh và tìm được khá nhiều dược liệu. Ngoài ra anh còn dạy cho mọi người trong bộ là cách phân biệt thuốc để họ đi hái cho mình. Đến chiều đã có rất nhiều các so thuốc đặt trước mặt Ngô Bình. Anh lấy lò luyện đan ra rồi bỏ dược liệu vào luyện chế đan dược, sau đó chia cho mọi người trong tộc. Anh còn lấy tài liệu mà mình biên soạn ra cho họ học vì người ở đây không biết chữ nên anh đã dạy cho những người biết chữ trước. Họ học xong thì sẽ dạy cho những người còn lại sau. Các tài liệu này là ngày xưa Ngô Bình viết cho ngoại viện của Thục Sơn, sau này khi làm tổng thủ lĩnh thì anh đã sửa đổi lại đôi chút, bản cuối cùng thì để cho thành viên của Lý Thị tu luyện. Vì có nhiều người học nên tài liệu cần in ra thành nhiều bản, người bình thường cũng có thể học được, vì đây đều là những kiến thức tu luyện nhập môn. Trách nhiệm của nhân hoàng là giáo dục nhân loại, bảo vệ nhân tộc. Các bộ lạc này vẫn duy trì lối sống rất nguyên thủy, Ngô Bình đã đến đây thì đương nhiên anh sẽ nâng cao đời sống lên cho họ. Ngô Bình luyện vài lò đan dược xong thì trời tối, thấy sắp đến giờ nên anh chọn thêm hơn chục thiếu niên, 10 người thanh niên cùng vài người lớn tuổi trong tộc đi xem anh tiêu diệt con cự xà. Anh muốn họ xem để ý thức được sức mạnh của người tu hành, từ đó có động lực để tu luyện hơn. Ngô Bình thổi một hơi, một luồng khí tức huyền hoàng đã nâng mọi người lên, sau đó cùng anh bay về phía xảo huyệt của con cự xà. Họ bay được một đoạn thì thấy có một gò đất lớn ở phía trước, gò đất này có màu tím nhạt, bên trên có một hang động rất lớn, các luồng yêu khí tuôn ra không ngớt. Ngô Bình nhường mày nói, con rắn này đã luyện ra được yêu đan rồi. Với các con thú đã tu luyện thành yêu thì Ngô Bình thường không đuổi cùng giết tận, dẫu sao thú cũng tu luyện khó hơn con người rất nhiều. Những con thú có thể tu hành sẽ tương đương với một thiên kiêu, thêm nữa chúng đã mạnh sẵn rồi nên một khi tu hành thì thực lực sẽ mạnh hơn hẳn con người. Xong, con cự xà này quá độc ác, nó bắt người dân ở đây phải nộp người sống cho mình ăn thịt thì đương nhiên sẽ phải trả giá. Ngô Bình nhìn hang động đó rồi thờ ơ nói, Hùng Thái, ông gọi nó ra đây. Hùng Thái gọi lớn một tiếng, con cự xà nghe thấy tiếng động thì thò cái đầu to đùng ra, đôi mắt của nó có màu xanh lẻ trông rất đáng sợ. Nó cứ tưởng Hùng Thái lại mang đồ ăn tới nên mới chạy ra ngay để lấy, nhưng khi nhìn thấy Ngô Bình thì nó chợt nổi giận rồi rít lên như đang hỏi đồ ăn của mình đâu. Phát thiết xong, con cử xà lại thấy Ngô Bình có gì đó sai sai. Khi nó quan sát Ngô Bình kỹ hơn thì linh tính mách bảo nó là anh có vấn đề, nó lập tức thò hẳn người ra ngoài, để lộ thân mình dài ngoằng. "Anh là Nhân Vương à?" Con cử xà phát ra tiếng người, nhưng không được lưu loát cho lắm. Ngô Bình cười lạnh, ngu Dốt, đến Nhân Vương với Nhân Hoàng mà cũng không phân biệt được, người lớn trong tộc dạy dỗ mày kiểu gì vậy hả?" Anh bước ra với khí tức bức người, sau đó hóa thành một người khổng lồ. Con cự xà chỉ dài vài trăm mét trượt trông như một món đồ chơi ở trước mặt anh. Con cự xà hoảng sợ rồi co do người lại, sau đó cao giọng nói tham kiến nhân hoàng. Nó đang run rẩy đến cùng cực, dù thiếu hiểu biết đến mấy thì nó cũng biết được sức mạnh của Ngô Bình. Ngô Bình lạnh giọng nói, ai cho mày ăn thịt người hả? Con cự xà vội nói, nhân hoàng, cá lớn nuốt cá bé là quy luật rồi nên tôi làm vậy cũng đâu có sai. Ngô Bình, không sai ư, được, nay tao sẽ dùng quy luật ấy để đáp trả cho mày. Anh túm lấy con cửa xà, nó ra sức vùng vẫy, nhưng Ngô Bình quá mạnh nên nó càng dẫy lại càng thấy đau đớn. Sau đó, nó đã ngoan ngoãn rồi cầu xin anh, nhân hoàng tha mạng, tôi tu luyện cũng chẳng dễ dàng gì, mới ngưng luyện được yêu đan thôi. Ngô Bình, tao nghe nói chúng mày cũng có bộ lạc riêng đúng không? Còn cử xà cứ tưởng Ngô Bình sợ thế lực phía sau mình nên nói ngay, nhân hoàng, tộc tôi là Linh Mãng, trong tộc có một vị yêu thần chấn thủ. Yêu thần có cấp bậc và địa vị ngang với nhân hoàng, từ đó đủ thấy tộc Linh Mãng này mạnh đến mức nào ở đây. Ngô Bình cười khẩy nói, có con yêu thần vớ vấn thôi mà, nó mà mò tới thì tao chém chết ngay. Một đường kiếm lóe lên, con cự xà hét lên đau đón rồi bị chém thành nhiều mảnh, một viên yêu đan to như nắm đấm rơi vào tay Ngô Bình mọi người thấy ngô bình chém chết con cự xà thì vô cùng mừng rỡ bấy giờ ngô bình mới nhìn thấy con gấu đen cũng đang chạy tới như muốn tham chiến anh hỏi sao bộ lạc lại lấy tên là hắc hùng mà con gấu đen kia có lai lịch thế nào hùng thái đáp bệ hạ ngày xưa bộ lạc của chúng tiểu nhân có một cường giả đã thuần hóa được một con gái đen nó cũng là một cường giả cấp yêu vương và được chúng tiểu nhân nuôi dưỡng bấy lâu nay vài trăm năm trước nó đã bị thương nặng trong lúc chống lại người xâm lược bộ lạc, vì thế vẫn đang dưỡng bệnh ở trên núi, sau đó cử hậu duệ của mình xuống bảo vệ cho bộ lạc. Nhưng thực lực của hậu duệ nó có hạn, có mấy con chết rồi. Con gấu đen ở trước mặt người chính là đời con cháu thứ năm của Hắc Hùng Vương. Ngô Bình, ý ông là Hắc Hùng Vương vẫn đang dưỡng thương ư. Hùng Thái thở dài, vâng, nhưng không biết có hồi phục được hay không nữa. Ngô Bình đáp xuống người con gấu đen, sau đó giơ tay chạm vào đầu nó rồi cười nói, dẫn tao đến gặp lão tổ của mày đi, tao có thể chữa khỏi bệnh cho nó. Anh là y tiên nên cả người và thú, anh đều có thể chữa khỏi bệnh cho được. Tuy con gấu này không quá thông minh, chỉ như một đứa bé 10 tuổi, nhưng nó cũng hiểu được ý của Ngô Bình. Nó lập tức hào hứng gật đầu, không cần biết anh nói gì tiếp, nó cứ thể đưa anh lên núi. Con gấu chạy nửa tiếng thì Ngô Bình nhìn thấy một ngọn núi đen xì, đến dưới chân núi thì con gấu hét lên, bên trên cũng có tiếng hét vọng xuống, đó chính là lão tổ của nó. Một người một gấu leo lên đỉnh núi, tất cả cây cối trên này đều đã vàng úa, đến đá cũng biến thành màu đen nên núi mới có tên là núi Hắc. Có một con gấu đen khổng lồ nằm trong hang động, người nó dài 500 mét, lông không còn bóng nữa, nó chỉ nằm im bất động. Ngô Bình vừa đến, nó đã cố đứng dậy rồi cúi đầu chào anh, tham kiến nhân hoàng, Ngô Bình gật đầu nói, hắc hùng vương vết thương của ngươi rất nặng ai gây ra vậy hắc hùng vương một con đại bàng cánh bạc ạ à, nó đã khiến đầu và lưng của tôi bị thương cái móng của nó có độc bao năm qua tôi vẫn khống chế chất độc ngô bình hậu duệ của ngươi đâu sao không đến chăm sóc ngươi hắc hùng vương chúng phải đi bảo vệ bộ lạc ngô bình thấy rất cảm động hắc hùng vương rất trung thành dù bộ lạc không còn mạnh như trước nữa nhưng nó vẫn giữ đúng trọng trách cử hết hậu duệ đi bảo vệ dân làng anh giơ tay ra một luồng hắc khí bay lên từ lưng của hắc hùng vương đây chính là chất độc của con đại bàng cánh bạc ngô bình lại lấy thiên nguyên châm ra rồi đả thông kinh lạc cho nó đồng thời cho hắc hùng vương uống yêu đan của con cự xà ban nãy để nâng cao tu vi nhờ anh điều trị mà chưa tới một tiếng sau hắc hùng vương đã hoàn toàn hồi phục thực lực của hắc hùng vương ngang với nhân vương thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nhưng sinh mệnh của nó đã cạn nhiều, dù bây giờ đã không còn bị thương nữa thì cũng chẳng mấy mà chết. Hắc Hùng Vương quỳ xuống nói cảm ơn nhân vương. Ngô Bình lấy một bộ công pháp có tên là Yêu Thiên Kinh trong nhẫn của thần Hoàng gia. Anh có được cuốn kinh pháp này sau khi giết chết một con yêu thần. Yêu Thiên Kinh này là một công pháp rất hay, người cầm lấy mà tu luyện, vài năm nữa là thành yêu thần. Sau đó, tuổi thọ của ngươi sẽ tăng thêm nhiều xuất lời anh đưa thêm rất nhiều sinh mệnh đan cho Hắc Hùng Vương nếu uống hết chỗ đan dược này thì nó sẽ tu luyện kinh pháp dễ dàng hơn Hắc Hùng Vương liên tục nói cảm ơn Ngô Bình nói hãy tiếp tục bảo vệ bộ lạc Hắc Hùng tên của bộ lạc chính là tên của ngươi nên ngươi phải có trách nhiệm với họ Hắc Hùng Vương vâng tối đó Ngô Bình đã rời khỏi bộ lạc Hắc Hùng rồi tiếp tục cuộc hành trình ở gần đây có khá nhiều thú chủ mỗi khi anh bộ lạc nào anh đều để lại tài liệu tu luyện cho họ và giúp họ xử lý lũ thú chủ. Nhờ đó, mà các bộ lạc đều rất biết ơn anh, danh tiếng của nhân hoàng lan đi nhanh chóng. Hôm nay, Ngô Bình vừa giết một con thú chủ thì lấy có ánh sáng mở bay từ phía trời Tây tới. Có mấy tu sĩ trong màn sáng này, khi họ nhìn thấy Ngô Bình thì vội vàng hành lễ tham kiến nhân hoàng bệ hạ. Ngô Bình hỏi, các người là ai? Một ông lão trong số đó tiến lên rồi chắp tay nói, Hàn Hổ Linh võ tướng của nước Thiên Võ tham kiến Nhân Hoàng. Ngô Bình, người của nước Thiên Võ à, nước này rộng bao nhiêu, dân số ngần nào? Hàn Hổ Linh, thưa Nhân Hoàng, nước Thiên Võ phía đông tây dài 39.000 dặm, phía nam bắc dài 57.000 dặm, dân số vào khoảng 3 tỷ. Ngô Bình, có nhiều quốc gia ở quanh đây không? Hàn Hổ Linh, thưa Nhân Hoàng, các quốc gia không nhiều bằng bộ lạc, thật ra có nhiều bộ lạc lớn lắm. Cách thức vận hành của họ chẳng khác nào một đất nước, nhưng chỉ khác tên gọi thôi ạ. À. Ngô Bình, đây cũng là địa bàn của các người à. Hàn Hổ Linh, nơi này cách biên giới của nước Thiên Võ 13.000 dặm, cũng không xa lắm. Nếu không thì chúng tôi cũng không thể nghe ngóng được tin tức về nhân hoàng. Ngô Bình gật đầu, được, dẫn đường đi. Hàn Hổ Linh mừng rỡ, lập tức đi trước dẫn đường, mời Ngô Bình đến Thiên Võ Đô. Ngô Bình vừa bay lên khoảng không của nơi này thì đã cảm nhận được trong thành này có rất nhiều tu sĩ võ đạo mạnh mẽ, huyết khí cuồn cuộn, bay thẳng lên cao. Trong thiên võ đâu có một quảng trường rất rộng, quốc vương cùng các quần thần đang đừng chờ sẵn ở đây, ai cũng mỏi mắt ngóng nhân hoàng đến. Khi Ngô Bình xuất hiện, tất cả mọi người đều nhận ra, vì anh cao hơn 5 mét, trong khi những người khác cao nhất chỉ khoảng hơn 2 mét thôi. Quảng trường vang lên tiếng reo hò, các cô gái trẻ đẹp đều chen vào giữa. Quốc vương thấy thế thì lệnh ngay cho các binh sĩ cản họ lại, tránh làm kinh động tới nhân hoàng. Trông thấy sự nhiệt tình và sùng bái của mọi người, Ngô Bình vẫy tay với họ. Dân chúng như phát điên, ai nấy đều hô vang, nhân hoàng. Nhân hoàng. Có các ông lão cao tuổi hoặc dày dặn kinh nghiệm còn quỳ xuống rồi bật khóc nhân hoàng dáng thế. Nhân hoàng dáng thế rồi. Ngô Bình chẳng cần làm gì, khí cần tỏa khí tức nhân hoàng ra, đã đủ khiến tất cả mọi người ở đây tôn sùng, thậm chí họ còn muốn chết để thể hiện tấm lòng với anh. Xong, Ngô Bình đâu phải là một nhân hoàng bình thường, anh còn là chân nhân thái cổ, với thể chất và khí phách như vậy, anh còn mạnh hơn các nhân hoàng khác nhiều. Quốc vương cũng kích động tới mức quỳ xuống rồi dưng dưng hô lên, cung ninh nhân hoàng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều quỳ xuống, hành động này của họ khiến Ngô Bình thấy rất ngạc nhiên, anh biết nhân hoàng có địa vị cao, nhưng không ngờ lại đến mức này. Cuối cùng, anh cũng đáp xuống, Quốc Phương Hân Hoan nói, "Tham kiến Nhân Hoàng." Quốc Phương đã ngoài 50 tuổi, nhưng giờ lại vui như một đứa trẻ khi đứng trước mặt Ngô Bình. Ngô Bình đột nhiên ý thức được một điều mọi người ở đây đều là con dân của anh, vì thế anh muốn cho họ một thứ gì đó, cho nên anh đã vung tay lên, trên bầu trời lập tức xuất hiện tia sáng màu vàng. Ngô Bình đã đột phá hết năm tầng Long Môn đương nhiên cũng mở khóa được nhiều phép thần thông từ đó anh cũng có thể ban phép thần thông cho người bình thường ví dụ như bây giờ anh đã thi triển một sức mạnh chúc phúc mang tiên đại cường thể thuật khi này cả bầu trời sẽ tỏa sáng các tia sáng sẽ chiếu xuống cơ thể của mọi người sau đó chúng sẽ biến thành các sức mạnh kỳ diệu đả thông linh khiếu thần khiếu cho họ tất cả mọi người ở đây đều nhận được lợi ích các tia sáng đang vận chuyển trong cơ thể họ Ai nấy đều vui mừng, nhưng họ không hề ngạc nhiên chút nào, bởi đây chính là bản lĩnh vốn có của nhân hoàng. Nhân hoàng dáng thế, tất cả mọi người đều nhận được ân huệ. Lúc này, trên một ngọn núi cách nước thiên võ vài triệu dặm có một con chim đại bàng khổng lồ, nó xòe cánh ra thì phải dài đến 30.000 dặm. Nó mà kêu lên một tiếng thì hư không cũng vỡ vụn. Con chim đại bàng ngồi trên núi rồi nhắm mắt lại, sau đó nó chợt mở mắt rồi nhìn về phía nước thiên võ ở phía xa có nhân hoàng dáng thế ư, cháu ta, mau đi tiêu diệt kẻ đó phòng hậu họa. Có một con chim đại bàng nhỏ núp dưới cánh của con chim đại bàng khổng lồ, nó xòe cánh, đôi mắt phun lửa. Ngô Bình đang định thi triển phép thần thông thứ hai thì đột nhiên nhìn lên trời thì thấy có ánh lửa bay tới. Anh cười lạnh một tiếng, sau đó hóa thành tia sét bay lên cao, sau đó đã biến thành một người khổng lồ với khí tức mạnh mẽ. Con đại bảng bay tới, không có động tác dư thừa, vì mục đích của nó là làm thịt nhân hoàng mới này. Con chim đại bàng này rất mạnh, nó đã tu luyện cả chục nghìn năm nên có thực lực ngang với chân tiên, vì thế trong phạm vi trục giảm quanh đây, nó là vô địch không đối thủ. Thậm chí, đến các liên minh bộ lạc cũng không dám chọc vào nó. Quỳnh Một người một chim va chạm với nhau, con đại bàng như va vào một ngọn núi sắt, khiến lục phủ ngũ tạng của nó đau đớn, sau đó có một quyền pháp sấm sét giáng xuống đầu nó một cơn đau truyền đến khiến nó hét lên, sau đó quay người định bỏ chạy. Nó là một loài chim dữ, nếu tấn công kẻ địch thất bại thì sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng sao nó có thể chạy thoát được, Ngô Bình giơ một tay lên túm cổ nó, còn tay khác thì anh tiếp tục đánh vào người con đại bàng. Bụp bụp. Các tiếng đánh vang lên như tiếng sấm, sau gần chục đòn của Ngô Bình, con đại bàng kêu lên đau đớn rồi xin tha, nhân hoàng tha mạng, tiểu nhân sai rồi ngô bình lạnh giọng nói mày vừa đến đã đòi giết tao tao có thù gì với mày hả con chim đại bàng vội đáp không ạ à, tiểu nhận phụng mệnh lão tổ thiên bằng đến giết nhân hoàng thôi ạ à. ngô bình phụng mệnh lão tổ nhà mày hả tại sao nó muốn giết tao con chim đại bàng mỗi khi có nhân hoàng dáng thế thì đều uy hiếp đến các sinh vật ở quanh đây lão tổ chỉ muốn phòng trừ hậu họa thôi vù một đường đường lóe lên con chim đại bàng đã bị chém thành nhiều mảnh. Quỳnh! Một tiếng động lớn vang lên như núi lở. Các cường giả của thiên võ xông tới, khi họ nhìn thấy thi thể của con chim đại bàng thì chợt thấy kinh hãi. Trời ơi, đây là cháu của lão tổ thiên bằng, vậy mà nhân hoàng cũng giết được. Nhân hoàng vạn tuế! Giọng nói của ngô bình vọng từ trên cao xuống như tiếng sấm, các con dân của ta, con chim đại bàng này là quà ta tặng cho các ngươi, mọi người mừng rỡ rồi liên tục bái lạy quốc phương của thiên võ lập tức cho binh sĩ đi mời đầu bếp ở khắp cả nước. Thịt của con chim đại bàng này có rất nhiều tinh khí, ăn vào chắc chắn có lợi cho sức khỏe, ngoài ra còn tăng khí lực, đúng là thứ đại bổ. Sau khi Ngô Bình quay lại thì đã được quốc phương mời vào vương cung, anh ngồi xuống vị trí của quốc phương, còn quốc phương thì ngồi ở bên cạnh. Thịt của con chim đại bàng được mang lên, tuy hơi dai nhưng được cái ngon hết nước chấm, chỉ cắn một miếng thôi đã thấy có tinh khí chảy vào cơ thể rồi. Ngô Bình muốn biết về lai lịch của thiên võ nên đã có một quan ghi chép lịch sử đến giải thích cho anh. Thì ra, trước kia thiên võ chỉ là một bộ lạc, song sau đó có một thiên tài xuất hiện và nhận được truyền thà của tiên điện thiên võ nên đã trở thành đệ tử của nơi ấy. Người đó vất vả tu luyện ở tiên điện một thời gian, tu vi đã tăng vọt và trở thành một cao thủ. Sau khi quay về, người này đã xây dựng bộ lạc thành nước thiên võ như bây giờ ngô bình hỏi tiếp về lịch sử của đại lục hồng hoang vị quan kia có hiểu biết sâu rộng nên trả lời rất nhiệt tình đại lục hồng hoang rất mạnh đại lục côn luân không thể so bì được đến lão tổ đại bằng còn chưa từng đi tới điểm cuối của đại lục vì thế ai cũng cho rằng đại lục hồng hoang không có điểm cuối sau khi biết nước thiên võ có liên quan đến tiền điện thiên võ ngô bình cảm thấy bất ngờ hơn hết thì anh thấy mình rất có duyên với nước này. Vì thế, anh đã hỏi về truyền thừa võ thuật của họ, sau đó mới biết có rất nhiều sai sót ở đây. Anh đoán người lập ra nước này khi xưa có tu vi chưa quá cao, cảm mộ thì hạn chế nên mới dẫn tới việc tạo ra một truyền thừa chán thế này. Sau đó, anh đã chỉnh sửa lại truyền thừa cho họ, thêm vào các chỗ thiếu sót, củng cố lại nền móng và phát triển thêm chiêu thức. Nếu ai có tư chất đủ mạnh thì có thể luyện truyền thừa đến cùng, thành tựu trong tương ai khỏi phải bàn, ít cũng là cường giả cấp đại la. Trong lúc Ngô Bình đang sửa lại truyền thừa cho nước thiên võ thì con chim đại bàng ở trên núi phía xa đã cảm nhận được cái chết của cháu mình, nó gầm lên, nhân hoàng còn con mà dám hại chết cháu ta, ta sẽ trả thù. Tuy gào to mồm là thế, nhưng nó không có động tính gì, vì nó vẫn đang ngủ say, chỉ có một tia ý chí thức tỉnh thôi. Xong, tia ý chí này không đủ để chống lại nhân hoàng nó cần phải thức tỉnh hoàn toàn thì mới có thể tìm anh để trả thù được. Ngô Bình mất một ngày một đêm để sửa lại công pháp rồi đưa nó cho quốc phương, tính ra thì tôi cũng có chút gốc gác từ tiên điện thiên võ, đây là công pháp mà tôi sửa lại, mọi cứ người chăm chỉ tu luyện, kiểu gì cũng sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Ngô Bình giải thích rõ hơn, công pháp này chia thành các cấp như cơ bản, thăng cấp, cường giả và chiến thần. Phải tu luyện đến viên mãn cấp trước thì mới tu luyện tiếp cấp sau được quốc vương mừng rỡ, vâng, cảm ơn nhân hoàng. Ngô Bình đã tốn quá nhiều thời gian nên không muốn chậm trễ thêm nữa, anh hỏi ông có biết núi hỗn mang không? Quốc vương ngạc nhiên nói, nhân hoàng, núi hỗn mang nằm ở cuối phía tây, nghe nói nơi này vô cùng nguy hiểm, đi là mất đường về đấy ạ. À. Ngô Bình, giờ tôi phải đến đó đây, tạm biệt. Xuất lời, anh háo thành một tia chấp rồi bay đi, nhưng anh bay hết 7 ngày 7 đếm mà vẫn chưa tới nơi. Ngô Bình bắt đầu kiệt sức, song phía trước chợt xuất hiện một thảo nguyên, anh dừng lại, chuẩn bị nghỉ ngơi tiện thể bù sức. Nhưng anh vừa đáp xuống thì chuột tìm báu vật ở trong người đã chui ra, sau đó hào hứng nhảy nhót. Ngô Bình nhíu mày, nó chưa từng như vậy bao giờ, lẽ nào ở đây có dị bảo? Anh thấy nó chỉ ra phía sau nên bay đi theo, một lát sau, chuột tìm báu vật ra hiệu cho anh biết bảo bối ở gần đây ngô bình bay lên cao hơn rồi phòng thần niệm đi tìm kiếm nhưng không thấy gì hết sau đó anh lại khởi động khả năng nhìn xuyên thấu cuối cùng anh đã nhìn thấy có ổ tảng đá trông rất bình thường ở bên dưới thảm cỏ nhưng điều kỳ lạ là thần niệm không thể phát hiện ra nó mắt thường cũng không thể thấy được nói cách khác thì nếu không có đôi mắt nhìn thấu vạn vật thì anh cũng không thể phát hiện ra nó chỉ có chuột tìm báu vật phát hiện ra khí tức của nó thôi nhưng nó cũng không thể tìm thấy vị trí cụ thể được Ngô Bình giơ tay về phía đó, đất cát bay lên, tảng đá kia đã bay về tay anh. Ngay khi cầm lấy tảng đá, Ngô Bình đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của nó. Anh cất nó đi rồi lẩm bẩm, có cơ hội thì phải thử luyện hóa mới được. Anh vừa cất tảng đá đi thì nghe thấy tiếng động đất, anh quay lại thì nhìn thấy có một con hổ trắng vân vàng. Khí tức của nó rất mạnh. Có một cô gái khoảng 20 tuổi đang ngồi trên lưng nó cô gái có đôi mắt to tròn nhưng rất lạnh vì ngô bình đã thu khí tức lại nên cô gái không cảm nhận được khí tức nhân hoàng của anh anh là người nước nào ngô bình tôi đi ngang qua thôi cô gái vô cùng xinh đẹp làm ngô bình không thể rời mắt cô ấy lạnh lùng nói đây là khu vực săn bắn của hoàng triều mãnh thú mà họ săn bắt đang tập trung về đây tu vi của anh hơi kém không đi mau thì chết ngay đấy ngô bình cảm động cô gái tuy lạnh lùng nhưng rất tốt bụng, quan tâm đến cả người mà mình không hề quen biết. Nhìn khí chất và dáng vẻ của cô gái, Ngô Bình đoán thân phận của cô ấy không bình thường, anh muốn hỏi thăm về núi hỗn mang nên hỏi, cô có thể nói cho tôi biết nơi nào an toàn được không? Cô gái thoáng do dự rồi nhìn lên phía trước, xung quanh đây đều rất nguy hiểm. Ngô Bình biến sắc mặt, thế tôi chết chắc rồi à? Anh chợt ngồi xuống đất, sau đó lấy một cái bàn ra pha trà, hương trà thơm ngào ngạt cô gái cưỡi trên lưng hổ ngẩn ra hỏi lúc nào rồi mà vẫn còn tâm trạng uống trà thế ngô bình thở dài kiểu gì cũng chết tại sao tôi không chết thư thái một chút sau đó anh cười nói cô có muốn uống cùng tôi không cô gái ngửi thấy mùi thơm thì nói thường thì chỉ có thành viên của hoàng tộc mới được uống loại trà này vậy mà anh lại có nói mau rốt cuộc anh là ai ngô bình tôi nói rồi mà Tôi chỉ là người qua đường thôi, không phải tu sĩ hồng hoang đâu. Cô gái, anh cũng thú vị đấy, lên đi, trên lưng hổ rất an toàn, có thể giữ mạng cho anh đấy. Ngô Bình vui vẻ nói cảm ơn. Anh nhấc cả bàn trà rồi bay lên lưng hổ, trên này rất rộng, dư chỗ bầy bàn trà. Anh rót cho cô gái một chén trà rồi nói mời. Cô gái không khách sáo mà nhấc một ngụm luôn, ở khoảng cách gần thế này ngô bình mới thấy cô gái đẹp ngang với nữ vương ám nguyệt nhưng khí chất của hai người khác nhau xong bây giờ anh đã có cả con trai và con gái rồi nên không thể có suy nghĩ quá phận với cô ấy được chỉ có thể ngắm nhìn vậy thôi anh nói cô sinh thật đấy chắc có thân phận cao quý lắm đúng không tôi giới thiệu trước nhé tôi là ngô bình đến từ đại lục côn luân cô gái nhắm mắt thưởng trà rồi nói trà ngon sau đó cô ấy nói tôi là quận chúa hân nguyệt con gái của chiến vương hoàng triều hắc thủy ngô bình thoáng bất ngờ trước khi đến đây anh đã nghe người khác nhắc đến hoàng triều hắc thủy đây là một trong bốn hoàng triều lớn nhất của đại lục hồng hoang anh nói ra là quận chúa vinh hạnh quá quận chúa hân nguyệt trà của anh rất ngon tên là gì thế ngô bình đây là thanh lộ chỉ mình tôi có thôi quận chúa hân nguyệt tôi nghe tên đại lục côn luân lâu rồi hình như bây giờ ở đó đã mở không gian gặp đúng không ngô bình gật đầu đúng đại lục côn luân rất lớn giờ đã khôi phục lại dáng vẻ xưa cũ anh lấy lá trà đã sao ra rồi cười nói quận chúa đây là trà tiên tôi sao không thua gì thanh lộ đâu mong cô nhận cho quận chúa ngạc nhiên nói anh biết sao trà à cô ấy pha ngay một ấm rồi uống thử sau đó kinh ngạc nói trà ngon tuy không thơm bằng thanh lộ nhưng cũng là hàng cực phẩm. Ngô Bình sáng mắt lên nói, xem ra quận chúa cũng hiểu về trà, tôi sao bằng cách luyện đan đấy nên mùi vị sẽ rất đặc biệt, nhiều người còn thích nó hơn thanh lộ. Quận chúa gật đầu, trước khi chết mà được uống trà này thì cũng lên đường thanh thản. Ngô Bình, quận chúa nói vậy là sao? Quận chúa Hân Nguyệt, hôm nay vương cung quý tộc đi săn, thật ra mục đích chính là để giết tôi. Đột nhiên gặp anh, tôi thấy chúng ta cùng chung số phận. Ngô Bình, cô là quận chúa cơ mà, sao họ lại muốn giết cô? Quận chúa Hân Nguyệt, đương nhiên là vì lợi ích. Cô ấy nhìn lên phía trước, tôi đưa anh đến biên giới, khéo anh có thể chạy thoát đấy. Sứt lời, cô ấy vỗ lưng hổ, con hổ lập tức chạy như bay. Ở trên không trung có người vẫn luôn âm thầm quan sát con hổ, thấy nó đột nhiên chạy nhanh, người đó còn tưởng quận chúa Hân Nguyệt định chạy trốn nên lập tức đi bẩm báo, không hay rồi. Hân Nguyệt đang chạy trốn, mau đuổi theo. Không thoát được đâu, sát thủ của ngũ hành tông đã mai phục ở phía trước rồi, cô ta mà đến đó thì chết chắc luôn. Ngô Bình không ngờ mình sẽ lại quận chúa của Vương Triều Hắc Thủy, càng không ngờ hơn là quận chúa lại gặp tình cảnh này. Đột nhiên cô hổ gầm lên, mặt đất nứt ra, các cái mâu ngoi lên, con hổ né không kịp nên đã bị chung vài trăm mâu vào bụng, nó lập tức bị thương nặng. Quận chúa Hân Nguyệt, mục tiêu của họ là tôi, anh chạy đi, tôi sẽ đi hướng khác." Ngô Bình cười nói, "Quân chúa, trước lúc chia tay, cô có thể hôn tôi một cái được không?" "Không giấu gì cô, tại cô xinh quá, cô mà không hôn tôi một cái thì." Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi chợt bổ nhào tới, thơm nhẹ lên má Ngô Bình, sau đó nói, "Anh mau đi đi." Ngô Bình ngạc nhiên, không ngờ Quận chúa Hân Nguyệt lại hôn mình thật nên cười nói, "Cô hôn tôi một cái, tôi cứu cô một lần." Kiếm lên khí tức quanh người anh bùng nổ, một đường kiếm bay lên, sau đó hóa thành nhiều đường kiếm bay xuống đất. Phụt. Các sát thủ ẩn nấp ở phía xa đều đã bị giết, máu tươi bắn lên. Quận chúa Hân Nguyệt Kinh ngạc nói, anh mạnh thế ư. Ngô Bình cười nói, ừm, um, tôi mạnh lắm. Anh vùng kiếm khí lên cao, các sát thủ khác trong không gian gặp đều bỏ mạng. Cứ thế, hai người vừa đi vừa dùng kiếm khí dọn đường quận chúa hân nguyệt tròn mắt ngạc nhiên cô ấy không ngờ người mình gặp tình cờ lại mạnh thế chỉ một đường kiếm thôi cũng hạ được nhiều cao thủ cái gì có người ở trên cao trông thấy cảnh này thì nổi giận thằng kia là ai người của kiếm phái đại hoa ngà có người đáp đại nhân chúng thuộc hạ cũng không rõ vô dụng người đó quát ầm lên điều thêm nội vệ đi giết hết chúng nó cho ta lập tức có thêm hàng nghìn cao thủ được điều đi họ đều là chân tiên, thần tiên, ai cũng là kỳ tài. Sao băng, cô gái ngạc nhiên hô lên. Các ngôi sao băng này rất lợi hại, chúng có thể giết chết tu sĩ dưới cảnh giới thiên tiên, hơn nữa chúng còn dính lời nguyền, dù thiên tiên dính phải cũng sẽ bị giảm tu vi nhanh chóng, cuối cùng thì chết. Âm âm. Vô vàn các ngôi sao băng rơi xuống đất, nội vệ ở khắp mọi nơi đều hét lên rồi trốn chạy. Nhưng chỗ nào cũng có sao băng nên họ có muốn trốn cũng không được. Bình. Một tốp nội vệ bị một ngôi sao băng rơi trúng, một tiếng nổ mạnh vang lên, đánh bay họ ra xa. Sau đó, tất cả đều hộp máu, đồng thời còn thấy có một sức mạnh kỳ lạ đã chui vào người mình, tu vi của họ nhanh chóng giảm mạnh. Không được rồi, có thần chú, mau chạy thôi, có người gào lên. Nhân lúc hỗn loạn, Ngô Bình đã giữ đầu hổ, một tia sét lé lên, hai người và con hổ đã biến mất tại chỗ, thuật điện độn của Ngô Bình là vô địch thiên hạ những người kia còn chưa kịp phản ứng gì thì bọn anh đã chạy xa rồi. Nhìn phong cảnh ở trước mắt, quận chúa Hân Nguyệt có cảm giác như đã trải qua mấy kiếp, cô ấy bái lại Ngô Bình cảm ơn công tử. Ngô Bình cười nói, quận chú đừng khách sáo, con hổ đã bị thương, để tôi chữa trị cho nó. Con hổ hiểu ý Ngô Bình nên nằm xuống, để mặc cho anh xử lý vết thương. Ngô Bình thoa thuốc vào, vết thương nhanh chóng khép miệng ngay. Chưa đến nửa tiếng sau, con hổ đã khỏe lại bình thường. Quận chúa Hân Nguyệt vẫn lặng lẽ đứng một bên quan sát, thấy con hổ đã khỏe trở lại, cô ấy nói công tử bảo đi ngang qua đây, không biết là định đi đâu. Ngô Bình, núi hỗn mang. Quận chúa Hân Nguyệt ngẩn ra nói, nơi đó vô cùng nguy hiểm, hơn nữa giờ đang trong giai đoạn phong sơn, chỉ e anh không thể lên núi được. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi, phong sơn ư. Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu, đúng, Lối vào của núi Hỗn Mang đã bị Thần Thổ Thông Thiên nắm giữ, người ngoài khó mà vào được. Hơn nữa cứ 60 năm, núi này lại xuất hiện thiên duyên một lần, đến lúc đó thiên kiêu của Thần Thổ Thông Thiên sẽ vào trong núi để thử vận may. Khi ấy, họ sẽ cấm người ngoài ra vào núi. Ngô Bình hỏi, cấm bao lâu? Quận chúa Hân Nguyệt, thường là 3 năm. Ngô Bình cuống lên ngay, 3 năm thì anh không chờ được, anh cần phải đến núi Hỗn Mang ngay để cứu bố. Thấy anh có vẻ nóng ruột, quận chúa Hân Nguyệt hỏi, anh đến núi Hỗn Mang làm gì? Tìm cơ duyên à? Ngô Bình không giấu giếm, "Bố tôi và sư tổ bị nhốt ở đó, tôi phải đến cứu họ." Quận chúa Hân Nguyệt ngẫm nghĩ rồi nói, "Trừ khi anh trở thành thiên kiêu của thần thổ thông thiên, không thì không thể lên núi được đâu." "Ngô Bình, phải gia nhập môn phái ư?" Quận chúa Hân Nguyệt gật đầu, "Tôi thấy anh có thực lực rất mạnh, chắc chắn sẽ là thiên kiêu." Ngô Bình, nhưng làm sao thì mới có thể gia nhập môn phái ấy? Quận chúa Hân Nguyệt, anh hãy về phủ chiến vương với tôi, tôi sẽ kể chi tiết cho anh nghe. Ngô Bình cũng không còn cách nào khác nên đồng ý luôn, cảm ơn. Hai người cưới xét bay tới một biệt phủ rộng lớn trong sân cốc, đó chính là phủ chiến vương. Vừa vào trong, Ngô Bình đã thấy hình như ở đây không có đàn ông, mà chỉ toàn phụ nữ. Quận chúa Hân Nguyệt mời anh vào phòng khách, sau đó lệnh cho các hầu nữ rót nước pha trà, xin công tử chờ một lát. Cô ấy bỏ đi khoảng 15 phút, khi quay lại thì đã thay y phục. Bộ đồ này làm tăng khí chất cao quý của cô ấy lên, nhưng không làm mất đi vẻ diễm lệ. Cô ấy nói, "Công tử, anh có phát hiện phủ này không có đàn ông không?" Ngô Bình, "Có, lẽ nào quận chúa chán ghét đàn ông nên không có họ xuất hiện?" Quận chúa Hân Nguyệt thở dài nói, "Bố tôi và các chú bác cũng là đàn ông mà." Sao tôi ghét họ được? Mà là các nam giới ở phủ tôi cứ đến năm 20, 30 tuổi là lại chết. Ông nội và bố tôi đều đã mất, giờ chỉ còn cậu em trai 17 tuổi của tôi vẫn còn sống thôi, nhưng mỗi ngày nó lại yếu đi. Xong các chị em thì đống, đời tôi là có đến hơn 30 chị em gái, ai cũng vô cùng xinh đẹp, nhưng thế cũng có tác dụng gì đâu. Chúng tôi không thể lấy chồng, chỉ có thể tuyển rể. Nhưng đâu ai muốn chết, cho nên đến giờ đám chị em gái chúng tôi chưa ai lấy chồng cả. Ngô Bình ngạc nhiên, còn có chuyện này nữa ư. Quận chúa Hân Nguyệt, năm xưa, bố tôi lập công lớn, một mình ông đã giết chết 10 bộ của Tây Nhung, 6 bộ của Bắc Địch, khiến lãnh thổ của Hoàng Triều tăng thêm 1 phần 3. Tiên Hoàng đã trọng thưởng và phong cho ông làm chiến vương. 20 năm trước, bố tôi phụng mệnh đánh về phía Tây, nhưng giữa đường đã bị quân địch tập kích và đã hy sinh. Từ đó trở đi, Lam Thị Như bị trúng lời nguyền, đàn ông cứ thế chết dần, hơn nữa hoàng đế còn hạ lệnh không cho phụ nữ của Lam Thị gả đi, chỉ được tuyển rể đến nhà. Nghe đến đây, Ngô Bình đã hiểu rõ ngọn ngành. Anh nói, thật ra chỉ cần các cô trả lại đất đai và chức tước thì sẽ không phải khổ thế này. Quận chúa Hân Nguyệt nắm chặt tay thành quyền, tất cả những thứ này đều do bố tôi dùng cả tính mạng để đổi lấy, tôi không thể tặng cho người khác được. Dù Lam Thị tuyệt hậu, tôi cũng phải đấu tranh tới cùng ngô bình thở dài nhưng các cô có địch lại được hoàng đế và cả hoàng triều không quận chúa hân nguyệt nói không đấu lại được thì tôi cũng không thể chịu thua thật ra nếu hôm nay không có công tử cứu thì tôi đã chết rồi sau khi tôi chết chắc họ sẽ giết nốt những người khác của lam thị ngô bình trầm mặc rồi hỏi tên thật của quận chúa là gì quận chúa hân nguyệt lam hân nguyệt ngô bình cô có thể giúp tôi nhanh chóng gia nhập thần thổ thông thiên không Quận chúa Hân Nguyệt nhìn anh rồi nói, ba năm nơi đó lại tuyển đệ tử một lần, khoảng ba tháng nữa sẽ có một đợt mới. Nếu anh muốn gia nhập môn phái thì phải chờ. Ngô Bình lắc đầu, tôi không chờ lâu thế được, còn cách nào khác không? Quận chúa Hân Nguyệt, nếu anh là rể của phù tôi thì sẽ được tuyển thẳng, sau đó đến động thông thiên kiểm tra danh hiệu thiên kiêu. Nếu anh đủ tư cách trở thành thiên kiêu thì sẽ có cơ hội đến núi hỗn mang. Ngô Bình ngẩn ra rồi nhìn quận chúa Hân Nguyệt, Cô ấy đỏ mặt nói, tôi chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Ngô Bình trầm mặc, làm rể ở phủ Chiến Vương không nằm trong suy tính của anh, nhưng ngoài cách này ra, e là không còn sự lựa chọn nào khác. Một lát sau, ANS đứng dậy rồi hành lễ, nếu vậy thì thiệt thòi cho quận chúa rồi. Lam Hân Nguyệt nói, có gì đâu mà thiệt thòi, tôi sẽ phải cô đơn cả đời, vì đâu ai muốn đến đây chịu chết. Vì thế chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sau khi kết hôn, anh sẽ đến thần thổ thông thiên luôn và cứu bố anh. Sau đó, anh không cần quay trở lại đây nữa, nếu thế thì những người kia cũng không làm hại anh. Ngô Bình, quận chúa giúp đỡ như vậy, tôi nhất định sẽ báo đáp. Lam Hân Nguyệt, công tử nặng lời rồi, nếu ban nãy không có anh cứu thì tôi đã chết. Ơn cứu mạng này, tôi không biết làm gì để báo đáp. Ngô Bình, mọi chuyện tiếp theo, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của quận chúa. Lam Hân Nguyệt gật đầu, ngày mai, tôi sẽ tuyên bố ra ngoài phủ chiến vương kén người ở rể, tôi sẽ đưa ra 3 điều kiện, chỉ cần đáp ứng đủ thì sẽ được vào phủ. Ngô Bình, tại sao phải công khai kén rể và còn phải đáp ứng được 3 điều kiện? Lam Hân Nguyệt, tôi đã nói rồi, Hoàng đế chỉ cho phép phụ nữ ở phủ tôi kén người ở rể. Thật ra không phải chúng tôi không tuyển được chồng, mà là những người đăng ký toàn là người của Hoàng đế và các thế lực khác mục đích họ tới phủ chỉ để cướp đoạt quyền lợi của chúng tôi thôi ngô bình hiểu ra ý cô là lần này hoàng đế cũng sẽ gài người vào ư lam hân nguyệt gật đầu hơn nữa đó còn là một người hoàn hảo anh muốn đánh bại họ thì cần đáp ứng được ba điều kiện cô ấy hỏi anh có sở trường gì ngô bình tôi biết luyện đan kiếm thuật cũng ổn đánh nhau cũng khá lam hân nguyệt công tử là thầy luyện đan ư Ngô Bình, tôi là đại sư luyện đan năm sao. Lam Hân Nguyệt sáng mắt lên, kiếm thuật thì sao? Ngô Bình, tôi đứng đầu bảng thử kiếm. Lam Hân Nguyệt cười nói, quá tốt, chỉ riêng hai lĩnh vực này thôi, những người khác đã thua xa anh rồi. Nhưng để tránh bất chắc, tốt nhất nên thêm một sở trường nữa. Ngô Bình, thế thì thêm thành tích ở tháp tiên võ đi, tôi là võ hoàng trí tôn. Lam Hân Nguyệt, tôi biết tháp tiên võ, võ hoàng trí tôn là rất lợi hại, nhưng ở đây lại không phổ biến lắm. Nơi được các thế lực ở đại lục hồng hoang thừa nhận là tháp hoang thiên. Nơi này đã tồn tại qua rất nhiều kỷ nguyên nên đánh giá của nó rất trung thực, dù ở đại lục hồng hoang hay tiên giới thì nó cũng có tầm ảnh hưởng lớn. À, anh biết thiên kiêu bảo sách không? Cũng từ tháp hoang thiên mà ra đấy. Ngô Bình, ra vậy, tháp này ở đâu? Lam Hân Nguyệt, tôi sẽ sai người đưa anh đến đó kiểm tra, tháp này sẽ chia tư chất của tu sĩ thành các cấp như phàm phẩm, Linh phẩm, vương phẩm, thánh phẩm, địa phẩm và thiên phẩm, mỗi cấp lại chia thành 5 bậc nhỏ. Ngô Bình, được, giờ tôi đi luôn đây. Lam Hân Nguyệt gọi một cô gái khoảng 16, 17 tuổi đến, đây là hầu gái của Lam Hân Nguyệt, tên là Chi Nhi. Lam Hân Nguyệt dặn dò Chi Nhi vài câu rồi bảo cô ấy dẫn Ngô Bình đến Tháp Hoang Thiên. Chi Nhi không biết Ngô Bình, sau khi ra khỏi phủ, cô ấy hỏi công tử đến Tháp Hoang Thiên để kiểm tra tư chất hạ. Ngô Bình, ừm, Chi Nhi, vào đó kiểm tra có mất tiền không? Chi Nhi, ngoài tháp có một cái chuông, ai dùng được chuông thì sẽ không mất tiền. Còn nếu không dùng được thì sẽ mất một triệu tiền báu để vào kiểm tra. Nói rồi, hai người cưỡi xét bay đến tháp hoang thiên. Tháp này nằm ở một nơi hoang vắng, nhờ nó mà xung quanh đã mọc lên làng mạc, cuối cùng thành trấn và lấy tên là trấn hoang thiên. Đến nơi, hai người đáp xuống cổng trấn, đi về phía đông thì sẽ tới tháp hoang thiên hoàng triều hắc thủy đã cử quan chức chuyên biệt phụ trách quản lý nơi này ngoài ra còn xây dựng nơi thu phí mục đích của họ không phải kiếm tiền mà là ghi chéo lại thành tích của những người vào kiểm tra dẫu sao tiền tài có nhiều đến mấy cũng không bằng thiên tài được có cả hàng người xếp hàng trước tháp hoang thiên đếm sơ cũng vài nghìn chị nhi không vội vàng đến tháp ngay mà vào một quán trà rồi nói công tử chúng ta chờ một lát sau đó mua số thứ tự ở phía trên. Ngô Bình, còn phải mua số à? Chi nhi, không mua thì phải xếp hàng, cả đống người thế này thì ít cũng phải xếp hàng 3 đến 5 ngày, ai mà chờ được chứ. Cô ấy gọi một ấm trà rồi ngồi chờ, một lát sau đã có một cậu thiếu niên chạy tới rồi cười nói, hai vị từ xa tới để vào tháp kiểm tra đúng không? Tôi có số phía trước này, hai vị có cần không? Chi nhi hỏi, số trong top 30 bao nhiêu tiền? Người kia đáp, hơi đắt, 50 triệu tiền báu. Chi Nhi định mặc cả thì Ngô Bình đã nói, cho tôi một số. Cậu thiếu niên cười nói, "Vâng, mời anh đi theo tôi." Anh đi theo cậu ta lên phía trên cùng, một người đàn ông trung niên trong số đó bước ra, nhường vị trí lại cho Ngô Bình. Nhưng trước mặt anh còn 13 người nữa. Ngô Bình trả tiền cho cậu thiếu niên, Chi Nhi cười nói, "Công tử, thật ra có thể mặc cả mà." Ngô Bình, tôi không có thời gian, phải nhanh chóng kiểm tra. Mọi người ở phía trước liên tục rung chuông, cuối cùng cũng không có tiếng chuông nào vang lên cả, vì thế ai cũng phải bỏ tiền ra để vào kiểm tra. Mỗi người sẽ kiểm tra mất 5 phút, Ngô Bình bảo Chi Nhi đứng xếp hàng thay mình, anh đi tới chỗ người đứng số 2 rồi hỏi, anh bạn, đổi chỗ cho tôi được không? Anh ra giá đi. Người đó thật ra cũng dành chỗ đem bán, thấy sắp đến lượt mình vào kiểm tra anh ta còn định đổi chỗ cho người phía sau, vì thế vui vẻ nói ngay, được, anh ở vị trí nào? Ngô Bình, 13. Người kia gật đầu, 5 triệu, tôi sẽ đổi cho anh. Ngô Bình trả tiền luôn, cứ thế, anh đã tiết kiệm thêm được chút thời gian. Không lâu sau, người bên trên đã rời khỏi tháp, trong bộ dạng ủ rũ của người này, chắc kết quả không được cao. Người tiếp theo, người phụ trách tỉnh bơ gọi. Ngô Bình bước tới, sau đó tung một quyền vào cái chuông. Lực phải mạnh tới một mức nhất định thì chuông mới kêu, hơn nữa lực càng mạnh thì chuông càng kêu to. Từ khi Hoàng Triệu Hắc Thủy thành lập đến nay, tiếng chuông to nhất là vang 30.000 dặm. Ngô Bình cần phá vỡ kỷ lục nên anh đã dùng 70% sức mạnh để đấm vào chuông. Cheng! Một tiếng động lớn vang lên, mọi người xung quanh phải bịt tai lại, nhưng vẫn vô dụng, tiếng chuông quá mạnh, làm người họ cũng phải chấn động quỳnh Một làn sóng âm được hình thành, sau đó truyền đi khắp các phía, cuối cùng vang xa 80.000 dặm. Người ở cách đó 80.000 dặm cũng có thể nghe thấy tiếng chuông. Người phụ trách nhảy dựng lên rồi ngạc nhiên nhìn Ngô Bình, sau đó hô lớn, "Hôm nay kiểm tra dừng ở đây, mọi người về đi." Sau đó, người này lịch sự nói với Ngô Bình, "Mời công tử." Quan viên phụ trách rất có kinh nghiệm ông ta lập tức nhận ra rằng chàng trai gõ được chuông lớn này không phải là người tầm thường nên dừng ngay việc kiểm tra những người khác ông ta muốn phục vụ riêng cho ngô bình những người xếp hàng không hề tỏ ra tức giận ngược lại còn phấn khởi nhìn ngô bình đứng cách họ không xa cuối cùng đã xuất hiện thiên tài rồi vừa nãy lực chấn động sinh ra khi tiếng chuông vang lên đánh bay tôi luôn đấy toàn thân tê dần đã lâu lắm rồi chưa thấy được hiện tượng thế này nhỉ ừ Lần gần nhất có người đánh chuông gây ra chấn động đã là chuyện từ 35 năm trước rồi, nhưng lần đó cảm giác yếu ớt lắm, lần này quả thật khủng khiếp, không biết đã đạt tới cấp bậc nào rồi nữa. Sốt cuộc mạnh đến đâu thì phải đợi kiểm tra xong mới biết được, chúng ta cứ đứng chờ xem. Những người đứng xếp hàng không bỏ đi mà tự giác tránh đường, đứng phía xa xa quan sát tháp Hoang Thiên. Ngô Bình vào trong tháp thì có một tia sáng quét qua người anh, phía trước đột nhiên có một cánh cửa sáng mở ra anh do dự một chút rồi mới xảy bước đi vào trong cánh cửa sáng. lúc anh bước vào cánh cửa sáng chợt tan biến. phía sau cánh cửa là một không gian giống động thiên. lúc này một tia sáng chiếu từ trên trời xuống hóa thành một cô gái tuyệt đẹp. cô gái qua kiểm tra công tử đã đạt được thể chất thái cổ chân nhân đời thứ ba tự động kích hoạt kiểm tra siêu cấp. ngô bình kiểm tra bên ngoài là kiểm tra cấp thấp à. Cô gái, thể chất của công tử có thể trực tiếp quy thành thiên phẩm cấp 2, tiếp theo cần một thời gian nhất định để kiểm tra. Mời công tử tới đây là vì trong tháp hoang thiên có ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân, nó có thể giúp công tử nâng cấp huyết mạch. Nếu công tử có thể thể hiện được rằng mình có khả năng trở thành thái cổ chân nhân đời đầu thì tôi sẽ cho công tử cấp bậc thiên phẩm cấp 1. Ngô Bình thầm chấn động, ấn ký hoàn chỉnh của thái cổ chân nhân sao? Tốt quá, xin hãy cho tôi xem, một tia sáng chiếu xuống, trước mặt Ngô Bình xuất hiện một người. Người này cao đến chục nghìn mét, quanh thân toát ra thần quang, mỗi thớ cơ, mỗi đốt xương, mỗi cọng tóc của người đó đều là thứ hoàn mỹ nhất. Con người của người đó phát ra ánh sáng vàng kim, chỉ liếc mắt là đã có thể nhìn xuyên chư thiên, nắm đấm của người đó có sức mạnh vô địch, chỉ tung một quyền là đã có thể đánh nát chín tầng trời. Người đó mạnh mẽ, cô độc và kiêu ngạo, sau lưng mang một thanh cự kiếm khổng lồ. Kinh lạc, khiếu huyệt trên thân người đó vô cùng rõ ràng dễ thấy. Khí tức của người đó cộng hưởng với đất trời, mỗi tiếng gọi của người đó đều phù hợp với nhịp điệu của đất trời. Người đó chính là thái cổ chân nhân đời đầu. Thái cổ chân nhân đời đầu chính là chân nhân mạnh nhất được các vị tổ đầu tiên hợp lại tạo ra. Hậu sinh khảo ý, họ có thân xác hoàn mỹ hơn, thông minh hơn, khát vọng nhiều hơn, và ý chí không ngừng vươn lên cùng với phong thái độc tôn thiên hạ. Lúc này, tiểu mang lên tiếng, Năng lượng của tháp Hoang Thiên sắp hết, chỉ có thể giữ được hình ảnh trong vòng ít phút, mong công tử nhanh chóng quan sát học hỏi. Thái cổ chân nhân đời đầu này quá mạnh mẽ, chỉ riêng việc miêu tả sự hùng vĩ của nó thôi đã khiến năng lượng của tháp Hoang Thiên không thể duy trì được lâu thêm. Ngô Bình dùng khả năng nhìn thấu vạn vật, nhớ kỹ từng bộ phận. Chỉ một lát sau, hình ảnh đã tan biến, cả thế giới bỗng tối hẳn xuống. Đứng trong bóng tối tầm nửa phút, xung quanh mới chậm rãi sáng trở lại. Giọng nói của Tiểu Mang hơi yếu ớt, công tử có thu hoạch gì không? Ngô Bình đáp, tôi nhìn hiểu rồi. Tiểu Mang, chúc mừng công tử, công tử đã đạt đến thiên phẩm cấp 1 rồi. Ngô Bình hỏi, thiên phẩm có 5 cấp phải không? Tiểu Mang, đúng vậy, cấp 1 là mạnh nhất, cấp 5 là yếu nhất. Ngô Bình, vậy cô cho tôi một thân phận thiên phẩm cấp 5 đi. Trước nay chưa từng có ai tự hạ thấp cấp bậc của mình cả, đương nhiên là Tiểu Mang đồng ý với anh. Một tia sáng giáng xuống, trong tay Ngô Bình có thêm một tấm huy hiệu. Huy hiệu có hình ngôi sao, bên trên có vẽ hình ảnh phức tạp, cả huy hiệu có màu bạc, phát sáng lấp lánh. Lúc anh bước ra khỏi tháp Hoang Thiên, tất cả mọi người đều nhìn huy hiệu hình ngôi sao màu bạc kia, sau đó kinh ngạc thốt lên: "Thiên phẩm." Thiên đạo môn là nơi nào vậy? Những người thường này không hề biết tới sự tồn tại của Thiên đạo môn, dù sao nơi này cũng là Đại Lục Hồng Hoang, cường giả nhiều không đếm xuể người thường chẳng thể nào nghe được thông tin liên quan đến thiên đạo môn. Tôi không biết, chắc cũng không phải môn phái lớn gì cho cam, có người suy đoán. Lấy được huy hiệu, Chi Nhi cũng rất kinh ngạc, bây giờ cuối cùng cô ta cũng đã hiểu rõ vì sao quận chúa lại xem trọng Ngô Bình đến vậy. Cô ta nói, chúc mừng anh, bây giờ chúng ta về thôi. Tại phủ chiến vương, lúc Lam Hân Nguyệt nhìn thấy chiếc huy hiệu ngôi sao thì đôi mắt lấp lánh, thiên phẩm cấp 5, anh thật lợi hại từ khi Hoàng Triều Hắc Thủy được thành lập đến nay chưa từng xuất hiện tu sĩ thiên phẩm nào. Thậm chí trước đó nữa cũng chỉ có vị thông thiên lão tổ kia là đạt được đến thiên phẩm cấp 4 mà thôi. Ngô Bình, quận chúa, đã tung tin ra chưa? Lam Hân Nguyệt gật đầu, đã tung ra rồi, chiều đường một phen chấn động, thế lực các phương đều đang lùng sụp người thích hợp, trông có vẻ đều quyết tâm lắm. Ngô Bình, mấy ngày này tôi muốn bế quan tu hành, đến hôm đó tôi sẽ xuất hiện. Lam Hân Nguyệt, được. Năm xưa bố tôi càn quét Tây Nhung có được một món trí bảo, tên là Thiên Môn, bên trong có một không gian đặc biệt. Tu luyện trong Thiên Môn tốc độ sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần, chất lượng tu hành cũng sẽ cao hơn nhiều so với bên ngoài. Anh có thể vào Thiên Môn tu luyện, biết đâu sẽ có thể đột phá được. Ngô Bình giật cả mình, nhanh hơn gấp 10 lần. Lam Hân Nguyệt gật đầu, cũng không biết vị cường giả nào đã chế tạo ra Thiên Môn này. Nó có hạn chế thời gian tu luyện, bất kể là ai thì tổng thời gian được phép tu luyện trong thiên môn này cũng là một con số cố định. Giống như tôi, thời gian tu luyện trong thiên môn là 7 canh giờ, còn bố tôi năm xưa tu luyện được 13 canh giờ. Ngô Bình, chỉ có 7 canh giờ thôi sao? Thời gian quá ngắn. Lam Hân Nguyệt, tố chất của anh hơn tôi rất nhiều, chắc chắn sẽ có được thời gian lâu hơn. Hơn nữa, dù lúc xưa tôi chỉ tu luyện được 7 canh giờ trong đó nhưng đã thu hoạch được rất nhiều, cả đời cũng dùng không hết. Người ở trong thiên môn sẽ nảy ra rất nhiều ý tưởng thần kỳ, có rất nhiều nút thắt ở trong đó chỉ cần một giây là đã hiểu thông, luyện một lần đã thấu, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Ngô Bình thấy sao động, thế thì tôi cũng phải thử một lần, tới một sân nhỏ yên tĩnh, làm hân nguyệt lấy thiên môn ra. Thiên môn chính là một cánh cửa, phía sau cánh cửa ánh sáng cuộn trào, dường như là một thời không khác. Cửa cao khoảng 10 mét, cho người ta cảm giác thoát ẩn thoát hiện, không chân thực chút nào lam hân nguyệt mời anh vào ngô bình vừa bước vào thiên môn thì bỗng cảm thấy dưới chân trống không ngã vào một không gian đầy màu sắc vào trong này anh cảm thấy nơi đây có vài nét tương đồng với thiên giới nhưng thiên giới huyền diệu hơn ở bên trong này anh cảm thấy trí tuệ tư duy thậm chí trạng thái cơ thể của mình đều được nâng lên gấp trăm nghìn lần nói cách khác dù có là một tên ngốc thì vào đây đều sẽ biến thành một thiên kiêu từ đó đạt được sự tiến triển thần tốc trong tu hành anh không có thời gian để nghiên cứu nhiều, thời gian quý báu, lập tức bắt đầu tu luyện. Đúng lúc này, anh thấy trong không trung xuất hiện một dòng chữ, viết rõ thời gian tu luyện 33 ngày, 7 canh giờ. Anh chợt hiểu ra, thời gian anh có thể tu luyện trong thiên môn là 33 ngày và 7 canh giờ. Tu luyện thần lực kinh trước. Thần lực kinh có tổng cộng 9 tầng, trước đây anh đã tu luyện đến tầng thứ 5, đã hóa nhập thiếp lực vào thần lực tầng thứ sáu của thần lực kinh tu luyện, hóa dụng, nghĩa là hóa nhập năng lượng của vạn vật vào thần lực, để mình sử dụng. Nếu Ngô Bình gặp phải một con rồng, anh có thể thi triển hóa dụng để biến con rồng này thành sấm sét, sau đó luyện nhập vào trong thần lực của mình, khiến con rồng trở thành một phần sức mạnh của anh. Tầng này cực kỳ khó, nhưng tu luyện trong thiên môn, Ngô Bình chỉ cần chưa tới hai canh giờ đã luyện thành công tầng thứ sáu. Anh nhân cơ hội tiếp tục luyện tầng thứ bảy của thần lực kinh, dục linh tầng thứ sáu có thể hóa vạn vật để mình sử dụng tầng thứ bảy là lợi dụng thần lực để tạo ra sinh linh hùng mạnh không nghi ngờ gì nữa kỹ năng này càng khó hơn nhiều ví dụ như anh có thể dựa trên cơ sở hóa linh dung nhập điểm mạnh nhất của rồng và hổ sau đó dùng nó để tạo ra sinh linh mạnh mẽ hơn luyện đến đây anh không thể luyện tiếp được nữa vì anh còn chưa luyện hóa được sinh linh mạnh mẽ huống chi nói đến việc tạo ra sinh linh trước mắt anh chỉ mới nắm được cách làm mà thôi sau này còn cần thời gian tu luyện lâu hơn nữa mới có thể đạt được thành quả. Không thể tiếp tục tu luyện thần lực kinh, anh bèn tu luyện Thiên Cực Kiếm kinh. Anh đã luyện thành Thiên Cực Tam thức, bây giờ nhân cơ hội tìm hiểu lại từ đầu một lượt thì bỗng có được lĩnh ngộ mới. Nhìn thời gian, bây giờ anh mới tu luyện được 6 canh giờ, vậy nên anh tiếp tục tu luyện Thiên Cực Kiếm kinh tầng thứ 9. Tầng thứ 9, triệu hồi kiếm quang. Nói ra cũng trùng hợp, trước đây tu luyện thần lực kinh Ngô Bình đã dung nhập thần lực và kiếm hoàn, bây giờ tu luyện kiếm quang cũng là sử dụng cách thức kiếm lực hóa sấm sét, hai cái hiệu quả như nhau. Kiếm quang, chỉ cần là kiếm tiên sở hữu kiếm hoàn đều có thể phát hiện ra được. Nhưng kiếm quang này không phải kiếm quang đó, kiếm quang trong tầng thứ 9 của Thiên Cực kiếm kinh chính là kiếm khí hóa thành điện quang, có thể bay xa hàng triệu dặm chỉ trong nháy mắt, giết chết mục tiêu bằng tốc độ nhanh nhất. Thủ đoạn này cực kỳ khủng bố dù Ngô Bình có thần lực kinh thì luyện thành nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. May thay, trong thiên môn này, tất cả mọi thứ đều tiến triển vô cùng thuận lợi. Tầm 3 canh giờ, Ngô Bình đã luyện thành kiếm quang, khẽ động tâm niệm, kiếm quang đã bay xa đến triệu dặm, uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Tu thành kiếm quang, anh tiếp tục đột phá tầng 10. Tầng 10 của thiên cực kiếm kinh được gọi là kiếm ảnh. Nếu luyện thành tầng này, trên trời dưới đất đều có bóng dáng kiếm quang, thoát ẩn thoát hiện. Mỗi một kiếm ảnh đều có thể đánh bị thương kẻ địch, đồng thời khiến kẻ địch không phân biệt rõ được đâu là kiếm quang thật sự, vì thế không thể đưa ra phán đoán chính xác. Ngoài ra kiếm ảnh còn có một công hiệu khác, mỗi khi giết được một sinh linh, nó sẽ hút thần hồn của sinh linh đó vào trong không gian kiếm ảnh rồi phong ấn. Từ đó, thần hồn của sinh linh bị giết sẽ trở thành một phần của kiếm ảnh. Giết càng nhiều sinh linh thì sức sát thương của kiếm ảnh càng mạnh kiếm ảnh này có yêu cầu cực cao đối với thần niệm, cần rất nhiều ý niệm. Từ lâu Ngô Bình đã luyện thành nhất niệm nhất thế giới, phân tách ra mấy chục triệu ý niệm đã trở thành điều kiện luôn có sẵn để tu luyện rồi. Bây giờ, anh tu luyện dòng giã 10 canh giờ, đã luyện thành kiếm ảnh rồi. Một ý niệm khẽ động đã có 3.000 kiếm quang bay ra, tất cả đều giống hệt nhau, nhưng trong đó chỉ có một đạo kiếm quang thật, còn lại đều là kiếm ảnh. Ngoài ra, anh còn kết hợp luyện thêm ba môn thần thông kiếm đạo nữa. Ba môn thần thông này lần lượt là kiếm liên, lưu tinh, phong bạo, lại cộng thêm tái quyết được hình thành từ thiên cực tam thức, anh đã nắm được không ít thần thông kiếm đạo. Chớp mắt đã qua hai ngày, trong thiên môn, anh bội thu. Lúc anh ra khỏi thiên môn, Lam Hân Nguyệt đang đợi anh trước cửa. Thấy anh ra ngoài, cô ấy cười nói, đám người kia đang ở trong phủ của tôi rồi. Ngô Bình, cô đã nói ra điều kiện chưa? Lam Hân Nguyệt, vẫn chưa, lát nữa tôi muốn chứng kiến vẻ mặt đặc sắc của bọn họ. Ngô Bình cười hỏi, nhiều người không? Lam Hân Nguyệt, đương nhiên là nhiều rồi, bây giờ đã có 57 người đến rồi. Ngô Bình khá bất ngờ, 57 người à, nhiều vậy. Lam Hân Nguyệt cười khẩy, có quá nhiều người muốn nuốt trọn đất phong của phủ chiến vương bọn tôi. Hoàng đế không chỉ phái một người tới đâu, mục đích để đảm bảo không xảy ra sai sót gì đấy ngô bình tôi nên tới đó rồi sau đó được chi nhi dẫn đường ngô bình vào đại sảnh phủ chiến vương trong sảnh có mấy chục người đa số đều là thanh niên hơn nữa đều là thiên tài có tu vi rất cao ngô bình đi vào mới thấy hết chỗ ngồi rồi không chỉ mình anh ở đây còn có mấy chục người đang đứng xem ra lam hân nguyệt cố ý bố trí thế này chi nhi mang tới một chiếc ghế để sau lưng ngô bình đồng thời khẽ mỉm cười. Mấy người đứng thấy Ngô Bình có ghế thì bất mãn, một người tức giận nói, phủ chiến vương làm thế này là có ý gì? Người này có ghế, sao bọn tôi không có? Nghe hắn oán trách, Chi Nhi trả lời, nếu anh cũng là đại sư luyện đan năm sao tím thì tôi cũng sẽ mang cho anh một chiếc ghế. Câu nói này đã chặn hỏng kẻ kia, hắn cũng thầm kinh ngạc với thân phận của Ngô Bình, đại sư luyện đan năm sao tím đấy những người còn lại cũng không có ý kiến gì nữa, thậm chí còn có người chủ động chào hỏi Ngô Bình nữa, dù sao có thể quen biết được với một đại sư luyện đan năm sao tím thì cũng là một loại vinh dự. Sau đó lại có thêm mấy người đến, đợi đến khi lượng người đã kha khá, Lam Hân Nguyệt mới xuất hiện. Nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, đám người này ai ai cũng sáng mắt lên, đồng loạt để lộ ra nụ cười tự tin. Lam Hân Nguyệt khẽ mỉm cười với mọi người, cô ấy nói cảm ơn các vị đã yêu ái đến phủ chiến vương của tôi tôi có ba điều kiện mong những vị hào kiệt không đủ điều kiện rời khỏi sành một người cười hỏi quận chúa xin hỏi điều kiện đầu tiên là gì lam hân nguyệt trước nay tôi luôn tôn kính thầy luyện đan tôi mong chồng của mình sẽ là một thầy luyện đan những vị ở đây những ai đạt được tiêu chuẩn đại sư luyện đan ba sao thì có thể ở lại bầu không khí bỗng ồn ào hẳn đua gì vậy Thầy luyện đan trong thiên hạ ít như vậy, ở đây có được mấy thầy luyện đan chứ? Dù có thật thì sẽ có được mấy vị đại sư luyện đan ba sao. Nhưng không ngờ, ở sảnh thật sự có vài người nở nụ cười đắc ý. Thì ra ngoài Ngô Bình, trong sảnh còn có sáu vị đại sư luyện đan, trong đó có bốn người là đại sư luyện đan ba sao, hai người là đại sư luyện đan bốn sao. Một vị đại sư luyện đan bốn sao cười nói, mời quận chúa đưa ra điều kiện thứ hai. Lam Hân Nguyệt, ước mơ lớn nhất đời tôi là trở thành một vị kiếm tiên, tiếc là vẫn chưa thành công. Thế nên tôi mong chồng mình là một vị kiếm tiên. Điều kiện này đưa ra thì lại có 7 người ở sảnh mỉm cười, vì bọn họ là kiếm tiên. Nhưng trong tất cả những người đó, vừa là thầy luyện đan vừa là kiếm tiên thì chỉ có một người. Là người nở nụ cười tự tin nhất. Anh ta đứng dậy cười hỏi, tôi đã đạt đủ cả hai điều kiện của quận chúa rồi, không biết điều kiện thứ ba là gì. Lam Hân Nguyệt, phủ chiến vương gia nghiệp to lớn, tôi chỉ là phụ nữ, đương nhiên cần một người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ mình. Thế nên tôi mong chồng mình có tố chất nghịch thiên, có thể đạt được đánh giá thiên phẩm trong tháp hoang thiên. Cái gì, thiên phẩm sao, quận chúa, mấy nghìn năm nay, hoàng triều hắc thủy chưa từng có ai đạt được thiên phẩm, cô cố tình đùa giỡn bọn tôi phải không, có kẻ tức giận lên tiếng chất vấn. Lam Hân Nguyệt hỏi, những vị hào kiệt ở đây, có ai đạt thiên phẩm không? tất cả mọi người đều cười mỉa, chắc chắn ở đây không thể có cao thủ thiên phẩm được. Nhưng Ngô Bình đứng lên, anh chắp tay với Lam Hân Nguyệt, quận chúa, tôi là Ngô Bình, đại sư luyện đan năm sao tím, cũng là một kiếm tiên khá mạnh. Ngoài ra, tôi vừa ra khỏi tháp hoang thiên, được đánh giá là thiên phẩm cấp 5. Tất cả đều kinh ngạc, cái gì, người này chính là người vừa đạt được đánh giá thiên phẩm cấp 5 đó sao? Lam Hân Nguyệt cười nói, anh Ngô, anh thỏa mãn được ba điều kiện của phủ chiến vương tôi, xin hỏi anh có bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương hay không? Ngô Bình, tôi ngưỡng mộ quận chúa đã lâu, bằng lòng vào ở rể phủ chiến vương, cùng quận chúa bạc đầu Giang Long, kết tình nghĩa vợ chồng. Lam Hân Nguyệt, các vị anh hào, hôm nay đã kén rể thành công, cảm ơn các vị đã cho phủ chiến vương cơ hội, các vị ra về cẩn thận. Cứ như vậy, mấy chục thiên kiêu của Hoàng Triều Hắc Thủy ngậm ngùi rời khỏi phủ chiến vương mà không có được bất cứ thu hoạch gì. Đợi đám người đi hết, Lam Hân Nguyệt mới cười nói, lâu lắm rồi mới hả giận như vậy. Đám người kia mà biết tin chắc cũng phải tức hộp máu ấy nhỉ. Ngô Bình nói, quận chúa, lúc nào tôi có thể tới thần thổ thông thiên. Lam Hân Nguyệt, anh Ngô, anh phải kết hôn với tôi trước. Hôm nay tổ chức hôn lễ, sáng mai tôi sẽ đưa anh vào thần thổ thông thiên nói đến đây cô ấy tỏ ra lo lắng đám người kia bị hỏng kế hoạch chắc chắn sẽ nghĩ cách hại anh thế nên những ngày sau đây anh sẽ ở vào tình thế rất nguy hiểm ngô bình hỏi bọn họ có cử đại la đạo quân tới giết tôi không lam hân nguyệt thế thì không đâu nếu để đại la ra tay thì đồng nghĩa sẽ để lộ thân phận ngô bình thản nhiên nói không phải là đại la thì tôi không sợ lam hân nguyệt lát nữa tôi mời anh tới gặp người nhà tôi Ngô Bình, được. Lam Hân Nguyệt còn có mẹ và một em gái, một em trai. Ngoài những người thân ruột thịt này ra, Phủ Chiến Vương còn có hai vị phu nhân, năm xưa vừa cưới về, chưa hành lễ vợ chồng thì Chiến Vương đã chết trên đường Tây Trinh rồi. Trong đó, nhị phu nhân tên là Hương Nhụy, tam phu nhân tên là Nguyễn Ngọc, đều là người đẹp đương thời, đến nay vẫn nằm trong top 10 tuyệt đại giai nhân của danh sách Mỹ nhân Hoàng Triều Hắc Thủy. Em gái của Lam Hân Nguyệt tên là Lam Sơ Nhan, nhỏ hơn Lam Hân Nguyệt 2 tuổi, cũng xinh đẹp như hoa. Ngoài ra, Lam Hân Nguyệt còn có rất nhiều chị em họ, nhiều không đếm xuể nên tạm thời không ra gặp Ngô Bình. Tên của em trai Lam Hân Nguyệt là Lam Minh. Lúc anh gặp Lam Minh, anh thấy khí huyết của cậu ấy hỗn loạn, sắc mặt nhợt nhạt, trông có vẻ không sống được lâu. Chào anh Ngô, Lam Sơ Nhan và Lam Minh cung kính chào anh. Đối với người vào ở rể trên danh nghĩa, bọn họ kính phục tận tâm, đại sư luyện đan năm sao tím, cao thủ kiếm đạo, thiên kiêu thiên phẩm, người như thế này chịu vào ở rể phủ chiến vương, có thể nói là phúc của phủ chiến vương. Ngô Bình gật đầu, em gái và em trai không cần phải đa lễ. Lam Minh, em qua đây. Lam Minh đi tới trước mặt Ngô Bình, anh giơ tay ta nắm lấy một đốm khí đen trên đỉnh đầu Lam Minh. Đốm khí đen này vặn vẹo trong tay anh, bị anh bóp một phát, tia lửa điện bắn ra, đốm khí đen đã hoàn toàn biến mất làm mình cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm sắc mặt cũng hồng hào trở lại cậu ấy thấy vô cùng thoải mái khinh ngạc nói anh ngô sao anh làm được vậy ngô bình người của phủ chiến vương đã trúng lời nguyền lời nguyền này chỉ có hiệu quả với đàn ông anh vừa bước vào đã cảm nhận được sức mạnh của lời nguyền mắt lam hân nguyệt sáng lên anh ngô anh có thể hóa giải được lời nguyền à ngô bình chỉ là tạm thời thôi nếu muốn diệt trừ tận gốc thì phải tìm cho ra người hạ lời nguyên. Không vội, đợi lúc tôi làm xong chuyện sẽ giúp mọi người giải quyết. Mấy ngày nay Phủ Chiến Vương đã chuẩn bị chuyện hôn lễ. Chẳng bao lâu sau, Ngô Bình đã mặc đồ chú rể, cùng cô dâu Lam Hân Nguyệt tới sảnh lớn, bái thiên địa trước sự chứng kiến của người nhà. Hoàng triều Hắc thủy, trong một miếu thờ cổ kính có một tu sĩ đầu trọc mặc trường bào đen nhánh, trước mặt ông ta là một chiếc hương màu bạc trong gương đang hiện lên cảnh Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt bái đường. Tu sĩ đầu chọc mũi hết mắt chim ưng, sau lưng ông ta có mấy người, một người trong số đó lên tiếng, lại dám kén rể thật, phủ chiến vương này đúng là muốn bị diệt mà. Không được cho cô ta bái đường, tên ở rể này phải chết một người khác nói. Tu sĩ đầu chọc nói, muốn nó chết thì dễ thôi. Nói rồi, ông ta chỉ tay lên mặt gương, chính là chỉ vào người Ngô Bình ngô bình đang chuẩn bị bái đường bỗng cảm thấy có người đánh vào lưng mình từ xa nhưng anh có thể chất thái cổ chân nhân đòn công kích này bị hóa giải trong tích tắc chỉ khiến anh hơi khó chịu mà thôi anh bỗng quay người nhìn một cái sau lưng không có gì cả anh dùng khả năng nhìn thấu vạn vật của mình xuyên qua không gian anh nhìn thấy một cái cửa sổ hình tròn sau cửa sổ có mấy người trong đó có một tu sĩ đầu chọc ngô bình liền biết người đánh lén mình chính là hòa thượng này anh phất tay tung một đạo kiếm quang, kiếm quang nhanh như điện, chớp mắt đã tới nơi. Trong miếu cổ, đám người nhìn thấy Ngô Bình quay người rồi phất tay. Chỉ trong tích tắc đó, một đạo kiếm quang bay ra từ trong chiếc gương, đâm thẳng về phía tu sĩ đầu chọc. Tu sĩ đầu chọc cả kinh, hai tay bắt chéo, một vầng ánh sáng vàng cản được kiếm quang. Nhưng một giây sau, kiếm quang nổ tung, nổ bay tu sĩ đầu chọc và đám người đứng sau. Chưa chết à! Ngô Bình ở phủ chiến vương xa sôi nổi giận, phất tay một cái, ba nghìn kiếm quang bay vút lên trời, hướng về miếu cổ. Đạo kiếm quang đầu tiên của anh đã định vị được miếu cổ, ba nghìn kiếm quang tiếp theo sau có thể trực tiếp bay tới giết bọn họ. Tu sĩ đầu chọc kêu lên, may chạy, nói rồi ông ta là kẻ đầu tiên chạy trốn. Những người khác còn chưa phản ứng lại kịp thì mưa kiếm quang đã trút xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, cả miếu cổ biến thành đống đổ nát, Mấy tu sĩ chưa kịp chạy trốn đều đã chôn thây tại đây, không một ai may mắn thoát chết. Tại buổi hôn lễ chỉ có thân thích của phủ Chiến Vương, không có người ngoài nên thủ tục rất đơn giản, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái rồi vào động phòng. Đóng cửa phòng xong, Lam Hân Nguyệt lấy một tấm ngọc phù ra, ngọc phù phát sáng lấp lánh, cô ấy truyền tiên lực vào, ngọc phù phóng ra một đoạn văn và hình ảnh hình ảnh miêu tả một miếu cổ biến thành một đống đổ nát, bên cạnh còn vó vài xác người không toàn vẹn. Đoạn văn nói rõ rằng những người chết lần lượt là Thế tử Trấn Bắc Vương, Thế tử Bình Nam Vương, Thiếu Bảo Đương Triều, Thất Hoàng Tử, cùng với con rể của Tể tướng Đương Triều. Những kẻ đã chết đều là những nhân vật quan trọng Đương Triều, bọn họ đều chết tại miếu cổ. Chỉ một đoạn văn ngắn và mấy bức ảnh đã khiến Lam Hân Nguyệt nở nụ cười. Trông, lúc chúng ta bái đường, anh tung ra một kiếm chém bọn họ đúng không ngô bình không che giấu đám người kia đều là do anh giết bọn họ dùng pháp khí ám sát anh bị anh giết ngược lam hân nguyệt nói phủ chiến vương của em đã có anh không cho phép đám người kia ngông cuồng ngô bình nhìn cô ấy tuy em và anh chỉ đóng giả vợ chồng nhưng em đã giúp anh thì anh nhất định sẽ bảo vệ em cả đời tâm hồn thiếu nữ của lam hân nguyệt khẽ rung động cười nói cảm ơn chồng Hai người nói vài câu thì đã nghe có người báo, nhà họ trương ở thần thổ thông thiên phái người tới, muốn gặp quận mã ạ. Lam Hân Nguyệt nói, biết phủ chiến vương có một chàng rể thiên phẩm cấp 5, thần thổ thông thiên đã đứng ngồi không yên rồi, e là các thế lực lớn đều sẽ tới đây tranh giành. Ngô Bình, không vội, tình hình bên thần thổ thông thiên khá phức tạp, anh phải suy nghĩ kỹ càng nên gia nhập vào thế lực nào. Ngô Bình từng nghe thân công Nam Tinh nói về tình hình ở thần thổ thông thiên bên ngoài thần thổ thông thiên này có bốn viện ba tông trung tâm thì có một cung hai điện ba đại thế gia một cung là chỉ thông thiên cung trong cung toàn là đệ tử ưu tú tu vi cao thâm thực lực mạnh mẽ là nòng cốt của thần thổ thông thiên do đích thân thông thiên lão tổ điều hành đa số người nắm quyền trong cung cũng là con cháu đời sau của thông thiên lão tổ trong bốn viện ba tông có hai viện một tông trực thuộc thông thiên cung đệ tử nào trong hai viện một tông này có thể thăng chức thành đệ tử ở trung tâm thì có thể trực tiếp vào thông thiên cung tu hành. Hai điện lần lượt là điện hỗn thiên và điện vạn yêu, điện chủ của hai điện cũng đều là đại đạo quân, thực lực chỉ đứng sau thông thiên lão tổ, đều là sư đệ của thông thiên lão tổ. Trong đó, điện hỗn thiên quản lý một tông, điện vạn yêu quản một viện. Thật ra năm xưa là ba huynh đệ cùng phát hiện ra thần thổ, chẳng qua là vì lúc đó thực lực của thông thiên lão tổ mạnh nhất, cũng nổi danh nhất, nên người bên ngoài mới gọi thần thổ này là thần thổ Thông Thiên. Ba thế gia, trong lịch sử của thần thổ Thông Thiên có ba vị thiên kiêu quật khởi, sau đó bọn họ cũng bước vào cảnh giới đại la, đồng thời lần lượt gây dựng nên ba đại thế gia. Ba thế gia rất thân thiết với nhau, bọn họ cùng nhau kiểm soát một viện và một tông, thế nên tuy thế lực của ba thế gia không bằng hai điện nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Ngoài những điều này ra, thần thổ Thông Thiên còn rất nhiều thế lực vừa và nhỏ bọn họ thường phải dựa vào sáu thế lực lớn trên để tồn tại. Hơn nữa, bây giờ thần thổ thông thiên mới chỉ khai phá được chưa đến một phần mười diện tích. Sáu vị đại la đạo quân bao gồm cả thông thiên lão tổ đều đang dò tìm những khu vực mới. Lam Hân Nguyệt nói, Hoàng Triều Hắc Thủy có quan hệ mật thiết với thông thiên cung, hai bên vừa có quan hệ bạn bè vừa có quan hệ thân thích, không ít thành viên hoàng thất đều là đệ tử thông thiên cung lam hân nguyệt ba thế gia lớn có nền tảng thâm sâu nhưng không thể sánh với một cung hai điện được dù sao những người sáng lập ra ba thế gia cũng là vãn bối tu vi không bằng ba vị đại đạo quân ngô bình quả thật thần thổ thông thiên rất lợi hại có đến những ba vị đạo quân chấn giữ lam hân nguyệt đương nhiên rồi thần thổ thông thiên là nơi tốt nhất của hồng hoang người giỏi đất thiêng đấy ngô bình những khu vực mà thần thổ thông thiên chưa tìm ra như thế nào có nguy hiểm không Lam Hân Nguyệt, hoàn toàn mơ hồ. Phải biết rằng khu vực mà bây giờ thần thổ thông thiên khai phá ra được là nỗ lực của tất cả mọi người trong vô số năm mới tạo nên được, trong thời gian đó thương vong vô số, trải qua vô vàn nguy hiểm. Thế nên đôi khi những điều chưa biết còn đáng sợ hơn nguy hiểm đã được biết trước rất nhiều. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, được, vậy thì gia nhập điện hỗn thiên. Đúng như những gì Lam Hân Nguyệt đã phán đoán, một cung hai điện của thần thổ thông thiên đều phái người tới, mãi đến khi người của Điện Hỗn Thiên tới, làm Hân Nguyệt và Ngô Bình mới chịu ra gặp. Người tới là một ông lão vừa trắng vừa mũm mĩm, râu tóc bạc phơ, cười khà khà trông rất vui mừng. Nhìn thấy người này, làm Hân Nguyệt cười chào, "Hỷ trưởng lão, sao lại là ông đến vậy?" Vị Hỷ trưởng lão này cười đáp, "Lúc quận chúa còn nhỏ, tôi từng dạy dỗ quận chúa vài ngày nên Điện chủ phái tôi đến đây." Lam Hân Nguyệt nhìn Ngô Bình, chồng lúc nhỏ hỷ trưởng lão từng dạy em địa lý và âm nhạc. Hỷ trưởng lão nhìn ngô bình, cười niềm nở cậu ngô, tôi là hỷ liên thắng, là thượng trưởng lão của điện hốn thiên, lần này tới là để mời cậu gia nhập vào điện hốn thiên của tôi. Ngô bình nói, để hỷ trưởng lão thất vọng rồi, tôi đã gia nhập vào thiên đạo môn, sư tôn của tôi là trưởng lão nòng cốt tiêu thái tôn. Hỷ liên thắng hơi ngẩn người. Sau đó bật cười, thiên đạo môn chỉ là một môn phái ở đại lục Côn Luân mà thôi, tuy có nền tảng thâm hậu nhưng không thể so được với thần thổ thông thiên của chúng tôi đâu. Thần thổ thông thiên là một trong những khu vực tinh hoa nhất của đại lục hồng hoang, thiên đạo môn không tài nào bì được với ưu thế này. Hơn nữa, việc cậu là đệ tử của thiên đạo môn không hề ảnh hưởng đến việc cậu gia nhập vào thần thổ thông thiên, dù sao hai bên không có khúc mắc hay qua lại gì. Thêm vào đó, điện hốn thiên của tôi rất rộng lượng, có lòng bao dung. Lam Hân Nguyệt, hỷ trưởng lão, Chồng tôi là tu sĩ thiên phẩm duy nhất ở Hồng Hoang. Nếu Điện Hốn Thiên muốn anh ấy gia nhập thì ít nhất phải thể hiện thành ý chứ." Hỉ Liên thắng cười ha hả, đương nhiên phải vậy rồi. Điện chủ biết cậu Ngô là đại sư luyện đan năm sao tím nên quyết định tặng Thần Nông Cốc cho cậu Ngô. Ngô Bình hỏi, "Thần Nông Cốc là nơi nào?" Mắt Lam Hân Nguyệt sáng hẳn lên, "Chồng, Thần Nông Cốc là một trong bảy thánh địa lớn của Thần Thổ Thông Thiên, trong đó rất nhiều di chỉ mà Thần Nông để lại." cùng với lượng lớn thần dược, bảo dược. Trong thần nông cốc có rất nhiều nơi thần kỳ, đến nay vẫn chưa được phát hiện hết. Vì hỗn thiên đại đạo quân phát hiện ra thần nông cốc nên bây giờ nó là tài sản riêng của điện hỗn thiên. Kỳ liên thắng cười nói, đúng vậy, thường ngày lúc chúng tôi cần dùng thảo dược sẽ phái người tới đó tìm, nhưng thường chỉ đi vòng vòng bên ngoài thôi, bên trong cực kỳ quái lạ, không ai muốn vào. Ngô Bình tò mò, quái lạ thế nào? Hỷ liên thắng suy nghĩ rồi trả lời, đôi khi có người đi vào trong hái thuốc, bất cần đi quá sâu vào trong thì bóng bị đánh một trận tả tơi. Sau đó, có vài trưởng lão chân tiên đi vào, kết quả là cũng bị đánh. Sau đó nữa, đại đạo quân đi vào trong đó nửa ngày, lúc đi ra dặn dò tất cả mọi người, sau này không ai được đi sâu vào trong thần nông cốc, chỉ có thể hái thuốc bên rìa phía ngoài thôi. Ngô Bình cười nói, có thần nông cốc, tôi không cách nào từ chối được tới khi trời tối vẫn có người kéo đến hỏi thăm, nhưng Lam Hân Nguyệt đều đóng cửa không gặp. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau Lam Hân Nguyệt và Ngô Bình tới thần thổ thông thiên. Thần thổ thông thiên là một khu vực đặc biệt, lối ra vào của nó có xây một sơn môn, hai bên trái phải của sơn môn có vài căn nhà, quanh năm có đệ tử của thần thổ thông thiên canh giữ, người thường không thể vào được. Qua sơn môn là một con đường trải ngọc vàng lờ mờ phát sáng, rất đẹp. Hai bên đường mờ ảo xương vàng, vô cùng thần bí. Đi được hơn 100 mét, phía trước bỗng sáng hẳn ra, họ tới một trang viên rất lớn. Lam Hân Nguyệt giải thích, người ngoài muốn vào phải đăng ký ở đây. Em là quận chúa nên không cần phải làm mấy thủ tục này, chỉ cần nói rõ thân phận là được. Quả nhiên, hai tu sĩ đến hỏi, Lam Hân Nguyệt nói vài câu thì hai người liền chắp tay lui xuống. Ra khỏi trang viên, họ nhìn thấy ở phía xa núi non hùng vĩ. Phong cảnh khác xa với thế giới bên ngoài. Linh khí ở Thần Thổ Thông Thiên cuộn trào, thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều. Anh hỏi Lam Hân Nguyệt, Thần Thổ Thông Thiên này rộng bao nhiêu? Lam Hân Nguyệt, chắc là anh biết Đại Lục Côn Luân đúng không? Cộng cả những khu vực chưa khai phá, chắc Thần Thổ Thông Thiên cũng rộng gấp 3 gấp 5 lần Đại Lục Côn Luân. Ngô Bình kinh ngạc, chẳng trách Thần Thổ Thông Thiên lại hùng mạnh đến vậy, chiếm diện tích lớn thế này tương lai rộng mở, nó sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn thôi. Lam Hân Nguyệt, đúng vậy, bây giờ thần thổ thông thiên còn thiếu một vị đạo tổ chấn giữ, khi xuất hiện đạo tổ, nó sẽ là thế lực mạnh nhất thiên hạ. Hai người cưới độn quang, bay nửa canh giờ thì tới trước một tòa đại điện. Đại điện này rất cổ kính, cao vạn mét, dài mấy trăm dặm. Đứng trước cung điện thế này, con người sẽ có cảm giác mình nhỏ bé như hạt cát. Đây chính là điện hỗn thiên à lam hân nguyệt đúng vậy hỗn thiên đại đạo quân có được truyền thừa ở chính nơi này thế nên mới có đạo hiệu là hỗn thiên đấy ngô bình điện hỗn thiên có từ thời nào lam hân nguyệt trước khi con người được sinh ra thì nó đã có rồi cụ thể là thời đại nào thì em không rõ sau này anh hỏi hỗn thiên điện chủ đi có khi ông ấy biết lúc này một bóng người bay ra từ trong điện chính là hỷ liên thắng ông ấy cười nói cậu ngô hoan nghênh điện chủ đang đợi bên trong mời cậu theo tôi ba người bay vào đại điện giữa đại điện có những cây cột khổng lồ có rất nhiều cây cột đã bị chém đứt diện tích mặt cắt rất lớn ít nhất cũng phải lên đến hàng triệu mét vuông có người xây dựng nhà ở trên đó ba người đáp xuống trên một trong những cây cột đó đáp xuống ngô bình mới phát hiện phía trước mặt mình có một người khổng lồ đang ngồi xếp bằng cây cột cao nghìn mét này vừa hay cao ngang với tầm ngực của ông ấy bản thể khổng lồ thế này thiết nghĩ chắc chắn là bản thể của hỗn thiên đại đạo quân rồi. Quả nhiên, hỉ Liên Thắng cung kính nói, Điện Chủ, cậu Ngô và Hân Nguyệt quận chúa tới rồi ạ. À? Nét mặt người kia mơ hồ, không nhìn rõ, khí thức thần bí dày đặc toàn thân, ông ấy khẽ gật đầu, cậu Ngô, cho ta thấy chân thân của cậu đi. Ngô Bình khẽ cười, anh khẽ nhún người, đáp xuống trên một cây cột khá thấp, sau đó cơ thể dần cao lớn lên, biến thành một người khổng lồ cao hơn 1.500 mét. Kỳ Liên Thắng và Lam Hân Nguyệt đều cả kinh, đây mới là bản thể của anh sao. Ngô Bình chắp tay vái hỗn thiên đại đạo quân, bái kiến đại đạo quân. Cơ thể anh cao lớn đến nhường này nhưng đứng trước hỗn thiên đại đạo quân cao 3, 4.000m thì lại như một đứa trẻ. Hỗn thiên đại đạo quân cười nói, thằng bé này, tuổi còn trẻ mà đã có được thể chất thái cổ chân nhân, tương lai sán lạn. Ngô Bình cảm ơn đại đạo quân đã khen ạ. Hỗn thiên đại đạo quân. Ta mời cậu tới là mong cậu có thể gia nhập Điện Hỗn Thiên của ta, trở thành đệ tử cuối cùng của ta. Nhưng hôm nay gặp cậu, ta lại không dám thu nhận cậu làm đồ đệ, thành tựu tương lai của cậu chắc chắn sẽ vượt xa ta." Ngô Bình vội nói, "Đại đạo quân quá khen rồi ạ." À. Hỗn Thiên Đại đạo quân, năm xưa lần đầu tiên thần thổ thông thiên mở ra, ba huynh đệ ta là những người đầu tiên bước vào. Lúc đó bọn ta còn là những nhân vật nhỏ chẳng ai biết tới. Ta lĩnh ngộ được hỗn thiên đại đạo quyết ở điện hỗn thiên này nên mới có được thành tựu hôm nay. Ta cũng sẽ cho cậu ba ngày. Trong thời gian này cậu có thể tùy ý đi lại trong điện hỗn thiên, học được gì đều là tạo hóa của cậu. Ngô Bình Thầm chấn động, đại đạo quân hy vọng vãn bối có thể học được kiến thức từ điện hỗn thiên sao ạ? À? Hỗn thiên đại đạo quân truyền thừa của điện hỗn thiên thuộc về một kỷ nguyên khác, vô cùng cổ xưa. Tố chất của ta có hạn. Dốc hết sức cả đời cũng chỉ có được một phần rất nhỏ của Hỗn Thiên truyền thừa. Tố chất của cậu phi phàm, nếu có thể đạt được nhiều truyền thừa hơn chẳng phải là một chuyện rất tốt đẹp hay sao? Ngô Bình vãn bối bằng lòng thử sức, ngoài ra vãn bối vẫn còn một chuyện muốn xin, bố vãn bối bị giam ở núi Hỗn Mang, vãn bối muốn tới núi Hỗn Mang một chuyến ạ. Hỗn Thiên đại đạo quân cười nói, chuyện này thì dễ chỉ cần cậu có thể lĩnh ngộ được truyền thừa ở Điện Hốn Thiên thì ta sẽ để cậu làm đệ tử nòng cốt của Điện Hốn Thiên. Đến lúc đó, cậu có thể tùy ý tới núi hỗn Mang, không ai dám ngăn cản cậu. Ngô Bình nói, vãn bối bằng lòng thử sức. Hỗn thiên đại đạo quân, đi đi, đại điện rộng lớn, cậu có thể đi tìm hiểu thử. Ngô Bình chắp tay vái rồi nhoáng người một cái, bay về phía xa. Sau khi anh đi, Hỷ Liên Thắng nói, điện chủ, chỉ có một phần ba điện hỗn thiên là an toàn, những nơi khác đến ngài còn không muốn đi thăm dò. Cậu ngô có gặp nguy hiểm không? Hỗn thiên đại đạo quân, có điều ông không biết, lúc đầu ta đến điện hỗn thiên đã phát hiện truyền thừa ở nơi này không thích hợp với người thường, ngược lại giống như được làm riêng cho thái cổ chân nhân vậy. Đáng tiếc, lúc đó ta không phải là thái cổ chân nhân, chỉ có thể học được những thứ dâu ria bên ngoài. Lam Hân Nguyệt, đại đạo quân, ý ngài là anh ấy có thể sẽ gặt hái được nhiều hơn sao ạ à? hỗn thiên đại đạo quân có vượt qua ta được không phải xem tạo hóa của cậu ấy bé con cô không cần phải lo cho cậu ấy cậu ấy có vận khí lớn dù điện hỗn thiên có sập xuống thì cậu ấy cũng không sao đâu lam hân nguyệt thở phào nhẹ nhõm đại đạo quân ngài không nhận anh ấy làm đồ đệ vậy anh ấy sẽ bái ai làm thầy ạ à? hỗn thiên đại đạo quân cười nói đương nhiên là bái điện hỗn thiên làm thầy rồi Lam Hân Nguyệt ngẩn cả người, bái điện hỗn thiên làm sư tôn á. Cô ấy còn định hỏi gì đó, đại đạo quân đã nói, Hỷ Liên Thắng, đưa bé con ra ngoài đi, bảo con bé ở ngoài đợi. Rõ. Hỷ Liên Thắng gọi Lam Hân Nguyệt rồi đưa cô ấy ra khỏi đại điện. Bên trong đại điện tự tạo ra không gian, lớn hơn rất nhiều so với bên ngoài nhìn vào. Trong đại điện vô cùng hoang tàn, nơi đâu cũng có những món đồ vật vỡ nát, chứng minh cho sự cổ xưa và nhiêu thương của nó. Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một quyển sách phát sáng, nó lơ lửng giữa không trung, cách mặt đất tầm 1.000 mét, sách dài mấy trăm mét. Anh tới trước quyển sách khổng lồ này, quan sát trái phải một lượt rồi giơ tay lấy sách. Lúc chạm vào quyển sách, một luồng thông tin lớn đến không tưởng bỗng chảy vào thức hải của anh. Nếu không nhờ anh có thể nhất niệm vạn tải thì hoàn toàn không thể dung nạp hết số nội dung của những thông tin này, biến thành kẻ ngốc ngay lập tức rồi anh chia nhỏ thông tin này thành 100.000 phần, sau đó vứt mỗi một thông tin vào một thời không ý nghĩ khác nhau để từ từ nghiên cứu. Nói ra thì dài nhưng làm chỉ trong một tích tắc, Ngô Bình hiểu được nội dung này chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Những thông tin này sau khi được lý giải thì tập trung trong thức hải của anh, sau đó biến thành một ý niệm độc lập và logic, đồng thời cũng có một người phụ nữ đẹp Việt trần xuất hiện trong ý thức của anh. Nhìn thấy người phụ nữ này, Ngô Bình ngẩn ngơ hỏi cô là ai? người phụ nữ lạnh lùng bình thản nói tôi là đạo thống xích minh cậu có thể gọi tôi là linh nhược ngô bình cô là đạo thống xích minh sao người phụ nữ đúng vậy ngô bình đạo thống xích minh là gì nó thuộc về một kỷ nguyên khác à người phụ nữ trên cả kỷ nguyên là truyền thừa cao cấp hơn ngô bình xứng sờ trên cả kỷ nguyên vậy là gì người phụ nữ cậu không cần thiết phải nghĩ quá nhiều hấp thu đạo thống xích minh là được. Ngô Bình, hỗn thiên đại đạo quân bên ngoài không nhận được truyền thừa của các cô sao. Người phụ nữ, vô số kỷ nguyên đã qua, người có được phần rìa của đạo thống ở đây nhiều không đếm xuể, cậu nói đến người nào. Ngô Bình nói, người cuối cùng. Người phụ nữ, ừ, lúc ông ta tới đây thì tố chất quá kém, thế nên không thể tìm được truyền thừa nòng cốt, chỉ có thể tìm được một bộ hỗn thiên đại đạo quyết mà thôi. Đó là công pháp nhập môn cơ bản. Ngô Bình giật cả mình, đó là công pháp khiến ông ấy chứng đạo thành đại la, thế mà chỉ là công pháp nhập môn thôi sao? Người phụ nữ, sau này cậu sẽ biết, núi cao còn có núi cao hơn. Ngô Bình thở dài, quá dọa người rồi. Người phụ nữ, tôi đã kiểm tra được, tố chất của cậu xem như cũng tạm, thế nên tạm thời giao đạo thống cho cậu. Ngô Bình, tạm thời cho tôi sao? Người phụ nữ, nếu cậu không có năng lực và vận khí để thừa hưởng đạo thống thì đương nhiên tôi sẽ thu nó lại, tìm người thích hợp hơn. Ngô Bình, ý cô là, trước tôi cũng đã có không ít người có được đạo thống rồi sao? Người phụ nữ, ở kỷ nguyên này, cậu là người thứ bảy rồi. Ngô Bình, vậy những kỷ nguyên trước thì sao? Người phụ nữ, trung bình mỗi kỷ nguyên có tầm 10 sinh linh có được đạo thống. Ngô Bình, 6 người trước trong kỷ nguyên này có thành công không? người phụ nữ đều thất bại rồi tất cả đều không có kết cục tốt đẹp ngô bình nghe mà tê cả ra đầu kế thừa đạo thống khó đến vậy sao người phụ nữ đương nhiên là rất khó rồi đây vốn là một chuyện có xác suất rất nhỏ ngô bình đạo thống mà cô nói rốt cuộc là cái gì người phụ nữ khả năng nhìn thấu hư vọng tiến thẳng đến bản chất ngô bình còn muốn hỏi tiếp người phụ nữ đã tiếp tục nói bây giờ tôi sẽ cho cậu nhiệm vụ đầu tiên tu luyện công pháp sơ cấp trong điện xích minh, xích minh bản nguyên kinh. Đây là công pháp khó luyện nhất trong những công pháp nhập môn cơ bản của đạo thống xích minh, nếu cậu luyện thành thì có thể chọn một món bảo vật ở khu vực số 1. Nói xong đã có một bộ công pháp xuất hiện trong đầu Ngô Bình, tên là xích minh bản nguyên kinh. Anh trầm tư một lát rồi hỏi, người đẹp, công pháp này khó luyện tới mức nào? Người phụ nữ lạnh lùng nói, tôi tên Linh Nhược sau đó cô ấy tiếp tục nói sáu người tới đây trước cậu trong kỷ nguyên này thì đã có năm người chết trong lúc luyện bộ công pháp này ngô bình cạn lời ấy thế mà luyện công pháp có thể chết người anh cười khan có thời gian thì chắc chắn tôi sẽ chăm chỉ luyện linh nhược tốt nhất cậu nên luyện mau chóng luyện đi nếu trong vòng một năm mà không có tiến triển gì thì tôi sẽ từ bỏ cậu ngô bình thầm nói cô muốn từ bỏ thì từ bỏ đi tôi cũng đâu có cần cô Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Linh Nhược thờ ơ nói, từ bỏ có nghĩa là sẽ chết. Ngô Bình hoảng hốt, sau đó tức giận nói, tôi không tu luyện cũng không được à? Linh Nhược, kẻ được Linh Nhược chọn, hoặc phải dũng cảm tiến lên, hoặc phải chết. Ngô Bình sừng sốt, sau đó thở hắt ra, xem như cô giỏi. Cô có thể cho tôi thêm một bộ công pháp kế tiếp của Hỗn Thiên Đại Đạo Quyết không? Linh Nhược được. Nói xong trong đầu Ngô Bình đã xuất hiện 24 quyển sách lớn mỗi một quyển đại diện cho một loại công pháp toàn bộ đều là phần tiếp theo của hỗn thiên đại đạo quyết anh lướt sơ qua rồi chọn một quyển có tên là phục thiên đại đạo kinh anh nói cái này đi bây giờ anh không còn cần thiết phải tìm kiếm gì trong điện xích minh này nữa nên lập tức trở về trước mặt hỗn thiên đại đạo quân anh vái chào bái kiến đại đạo quân hỗn thiên đại đạo quân cười hỏi ngô bình cậu có thu hoạch được gì không ngô bình đại đạo quân vãn bối có được một bộ công pháp, không biết có tác dụng gì với đại đạo quân hay không. Hỗn thiên đại đạo quân cười nói, công pháp cậu có được không cần phải nói với ta, cậu và ta mỗi người có mỗi cơ duyên khác nhau. Ngô Bình, lời của đại đạo quân chí phải, nhưng công pháp này có liên quan đến hỗn thiên đại đạo quyết, vãn bối cảm thấy có lẽ sẽ giúp ích được cho ngài. Hỗn thiên đại đạo quân hơi bất ngờ, sau đó ôm quyền, cậu có lòng quá, cảm ơn cậu có được một câu cảm ơn của đại đạo quân là một vinh hạnh cực lớn. Ngô Bình khẽ cười, sau đó dùng thần niệm truyền phục thiên đại đạo kinh cho hỗn thiên đại đạo quân. Nhận được công pháp, hỗn thiên đại đạo quân liền biết bộ công pháp này không phải là thứ tầm thường. Ông ấy thở dài rồi nói, có được kinh này, ta có thể bước tiếp rồi. Ngô công tử, đại ơn này không thể nói hết bằng lời, xin hãy nhận của hỗn thiên một lại. Ngô Bình vội vã nhảy ra xa, cười nói, đại đạo quân, vãn bối đã đến điện hỗn thiên thì sau này sẽ không tránh khỏi lấy ngài làm chỗ dựa mong ngài chiếu cố thêm nhiều hỗn thiên đại đạo quân nghiêm túc nói sau này chuyện của ngô công tử chính là chuyện của hỗn thiên ta ngô bình ôm quyền vãn bối cảm ơn trước đại đạo quân vãn bối có một chuyện muốn cầu xin vãn bối muốn tới núi hỗn mang nhanh nhất có thể hỗn thiên cười nói không vội tới nhà ta ngồi một lát đã hơn nữa lẽ nào công tử không muốn tới thần nông cốc xem thử à? Ngô Bình suy nghĩ rồi đáp, cũng được à? Nói rồi hai người thu nhỏ cơ thể, biến thành người thường, sánh vai ra khỏi điện cổ. Bên ngoài điện, Lam Hân Nguyệt và Hỷ Liên Thắng đang đứng đợi, hỗn thiên cười nói, quận chúa, mời quận chúa và ngô công tử tới nhà ta một lát. Hỉ Liên Thắng cực kỳ kinh ngạc, đến cả ông ấy cũng không biết nhà của điện chủ ở đâu. Hỗn thiên, Liên Thắng, ông cũng đi cùng đi. Hỷ liên thắng được mời mà hoảng hốt, gió. Hỗn thiên phất tay một cái, một tầng mây tản ra, một giây sau, bọn họ đã tới một ngôi nhà. Ngôi nhà rất đơn sơ, một người phụ nữ đang ngồi dệt vải trước cửa, một đứa trẻ tầm 78 tuổi đang ngồi trong nhà đọc sách, giọng đọc lanh lành. Người phụ nữ ăn mặc mộc mạc, cài châm gỗ mận, xinh đẹp vô song, bà ấy khẽ mỉm cười, chồng, anh về rồi À những người này là bạn của anh sao? Hỗn thiên cười đáp, vài người bạn của anh đến chơi. Vợ, em đi trông non long nhi đi. Người phụ nữ nhìn mấy người ngô bình, khẽ gật đầu rồi vào trong nhà trông non con nhỏ. Hỗn thiên mời mọi người vào phòng khách, đích thân pha trà, cười nói, ngô công tử, ta họ cơ tên tiên bằng, nếu công tử không chê thì sau này gọi ta là cơ đại ca là được. Lam Hân Nguyệt và Hỷ Liên Thắng đều đần mặt ra, chuyện gì thế? một đại đạo quân lại xưng hô đồng trang đồng lứa với một người mới sao điều khiến bọn họ càng kinh ngạc hơn là ngô bình không hề khách sáo anh cười nói vậy được cơ đại ca nơi này của anh tốt thật đấy cơ tiên bằng cười sảng khoái vợ theo anh lúc anh còn là thư sinh nghèo sau đó tu vi của anh dần tăng cao nhưng lại phát hiện cô ấy không quen với cuộc sống trong giới tu hành anh dứt khoát xây một căn nhà nhỏ ở thế tục sau đó sinh một cậu con trai với cô ấy cầy ruộng đọc sách Cậu đừng thấy anh ngồi trong điện giống một cao nhân, thật ra tháng nào anh cũng có 20 ngày ở nhà dạy con trai học hành. Đúng rồi, anh còn là thầy dạy học ở trên chấn nữa đấy. Nghe đến đây, Hỷ Liên thắng lẩm bẩm điện chủ, thế mà những chuyện này tôi đều không biết. Cơ tiên bằng cười nói, thần tiên cũng phải sống, những chuyện này ta không nói với ai cả. Ngô Bình lại nghe được ý khác, có phải cơ đại ca muốn nhờ việc này để tìm được chỗ đột phá không? Cơ tiên bằng gật đầu, cảnh giới trên đại la rất khó, tâm cảnh của anh vẫn chưa đạt được. Thế nên anh trở về với ngày xưa, tìm lại ý nguyện ban đầu của mình. Lam Hân Nguyệt không kìm được hỏi, tu vi của điện chủ đã cao đến vậy rồi mà vẫn còn muốn đột phá lên nữa ạ. À? Cơ tiên bằng trầm ngâm một hồi mới trả lời, tu vi càng cao, lòng càng sợ hãi. Ngô Bình thầm chấn động, cơ đại ca, sao lại nói như vậy? Cơ tiên bằng, tu vi càng cao thì hiểu biết càng nhiều, cảm giác càng rõ ràng hơn. Chúng ta của lúc này hiểu rõ được sự nhỏ bé của chính mình, biết rõ mình đang đứng ở đâu. Ngô Bình nhớ đến đạo thống xích minh và linh nhược, anh nói, ý của cơ đại ca là trên thế giới này còn có sự tồn tại khủng bố hơn, đúng không? Cơ tiên bằng khẽ thở dài, tất cả vẫn chỉ là cảm giác mãnh liệt mà thôi, vì với tu hành của anh bây giờ, không thể nào nhìn thấu được. Nếu anh thành đạo tổ, biết đâu có thể nhìn thấy rõ ràng hơn được chút lam hân nguyệt điện chủ chẳng phải người ta nói rằng đạo tổ là người ung dung giữa thế gian này à cơ tiên bằng lắc đầu không đơn giản như vậy thôi bỏ đi nói nhiều cũng không được gì mọi người chưa đi được đến bước đó tốt nhất đừng nên biết quá nhiều ngô bình cũng đúng cơ tiên bằng ngô công tử sau này cậu chính là đệ tử nòng cốt của điện hỗn thiên thân phận này không phải tầm thường địa vị ở điện hỗn thiên chỉ đứng sau mình anh cậu muốn đi núi hỗn mang thì lúc nào đi cũng được ngô bình vội hỏi cơ đại ca từng tới núi hỗn mang chưa cơ tiên bằng từng tới núi hỗn mang khá thần kỳ năm xưa anh còn thu hoạch được kha khá lợi ích bây giờ đúng vào lúc thiên duyên mở ra cậu đi vừa đúng dịp thiên duyên là gì ạ à? anh hỏi cơ tiên bằng lúc thiên duyên mở ra các loại bảo bối sẽ xuất hiện với mật độ dày đặc rất dễ để gặp được cơ duyên, đồng thời mức độ nguy hiểm cũng sẽ giảm thấp. Đây cũng là lý do vì sao thần thổ thông thiên phái người tới núi hỗn mang vào khoảng thời gian này. Ngô Bình gật đầu, được, mai em sẽ tới núi hỗn mang. Nói chuyện một hồi, Ngô Bình và Lam Hân Nguyệt được hỉ liên thắng dẫn tới thần nông cốc. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 88.